Thu chân tứ vạn niên chương 2144, lợn chính là lợn. Lệ Linh Phong liên tục há mồm, lại chưa phản bác, con mắt đảo liên tục, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn bất động thanh sắc tới gần Lệ Linh Hải, cơ bắp cùng thần kinh hai bên xương sống co chặt lại từng bó, lại là chuẩn bị ra tay ở bất cứ thời điểm nào. Lệ Linh Hải hãy còn chưa phát hiện, thanh âm càng lúc càng nghiêm khắc và cao vút. Tài việc cầm quyền, quyền quý hoành hành, tín ngưỡng không có, đạo tâm mục nát giai tầng trở nên củng cố, thông đạo tăng lên hầu như hoàn toàn đoạn tuyệt, những kẻ gọi là người tu tiên, đường hoàng, cao cao tại thượng kia. Mỗi kẻ đều là ký sinh trùng dơ cao ngụy ra người tu tiên và văn minh nhân loại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giành lợi riêng, đều coi đế quốc là cây to lớn đến mức vĩnh viễn sẽ không sụp đổ, cắt cao cắm vào bên trong bộ rễ của nó, liều mạng hấp thụ chất dinh dưỡng của nó. Gặp phải kẻ địch thì đùng đẩy nhau, sợ hãi không đi lên, gặp lợi thì như sói như hổ bổ nhào lên cắn xé, lấy danh nghĩa đế quốc áp bức bừa bãi người vượng, nhưng toàn bộ chỗ tốt áp bức ra hết thảy rơi vào túi mình, không có mảy may dùng để tẩm bổ đế quốc, ngược lại khiến đế quốc gánh tiếng xấu cho bọn họ. Một đế quốc già nua nặng nề, bệnh nguy kịch như vậy, cùng nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa chúng ta từng lật đổ lại có gì khác nhau, thậm chí còn so với nước Cộng hòa Tinh Hải càng thêm không bằng. Nghĩ xa xôi về nước Cộng hòa Tinh Hải ngàn năm trước, một nát xuống dốc, ở bên bờ tử vong, cũng là nhũng nhiễu tràn lan, không thuốc nào cứu được, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ chính là vì hoàn toàn trị tận gốc rất nhiều tệ nạn của thể chế cũ, mới sẽ cất quân khởi nghĩa, sáng tạo đế quốc, thành lập một thể chế mới công bình, công chính, công khai. Khiến toàn bộ mọi người chịu cố gắng, dám liều mạng, đều có cơ hội trở nên nổi bật, bởi vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của văn minh nhân loại. Nhưng hôm nay sau ngàn năm, đế quốc sinh cơ bừng bừng, duệ ý tiến thủ, công bình công chính, mọi người chỉ cần cố gắng đều có cơ hội đã biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó, chẳng qua là phục chế thể của nước Cộng hòa Tinh Hải. Hôm nay những người tu tiên giai tầng môn Việt quyền quý kia, cùng các nghị viên tham ô hữu hóa. Những người tu chân dối trá hoàn toàn, giả nhân giả nghĩa, vì lợi riêng kia của nước Cộng hòa Tinh Hải ngày xưa, lại có gì khác nhau? Không sai, người vượng thật là một loại nhiên liệu, là thứ có thể bị hy sinh. Nhưng đừng quên, ước nguyện ban đầu của hắc tinh đại đế vũ anh kỳ là muốn hy sinh những nhiên liệu này làm văn minh nhân loại tiến lên tốc độ cao nhảy vọt đỉnh phong người vượng hy sinh nên có giá trị bọn họ nên vì ích lợi tối cao của văn minh nhân loại mà hy sinh mà không phải giống hôm nay vì lợi ích của tài phiệt quyền quý vì ham muốn riêng của một người tu tiên nào đó mà hy sinh người tu tiên làm ra loại chuyện này đã lệch khỏi quỹ đạo tu tiên đại đạo thật sự cùng ước nguyện ban đầu của người sáng lập đế quốc hắc tinh đại đế vũ anh kỳ bọn họ căn bản không xứng với người tu tiên cái tên vô cùng vinh quang này cùng những người tu chân nước cộng hòa tinh hải ngày xưa chẳng qua là đổi thang mà không đổi thuốc cá mè một lứa mà thôi đế quốc bị loại người tu tiên giả này thống trị cho dù mặt ngoài thoạt nhìn cường thịnh như thế nào nữa cũng là miệng cọc gan thỏ không chịu nổi một đòn thậm chí nguy ở sớm tối trong tích tắc đều có khả năng ầm ầm sụp đổ đế quốc như vậy chẳng lẽ còn không nên được cứu vớt sao? Nói một hồi khiến Lệ Linh Phong á khẩu không trả lời được, trầm mặt rất lâu, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, thì ra Hoàng hậu Điện Hạ còn có lý tưởng cao thượng như vậy, là muốn khôi phục vinh quang thời đại hắc tinh đại đế. Cũng đúng, ngàn năm đế quốc, tệ nạn kéo dài lâu ngày nảy sinh bừa bãi, luôn có các loại ích lợi dây dưa, mâu thuẫn tích lũy, biến thành cố tật rất khó diệt trừ, đặc biệt mấy trăm năm qua. Cho nên, gần trăm năm qua, Hai chữ Cách Tân mới trở thành nguyện vọng chung của giai tầng tinh anh đế quốc, toàn bộ kẻ sĩ có ý thức đều đang lo lắng hết lòng tự hỏi, nên Cách Tân đế quốc tái tạo thịnh thế như thế nào. Tập đoàn Thiên Nhãn cùng Bình Đài trực tiếp giết chóc của vi huynh, cũng xem như thử nho nhỏ của Cách Tân đế quốc, người ta nên cùng chung chí hướng, chung sức hợp tác mới đúng. Hừ, đừng đánh đồng ta với ngươi. Lệ Linh Hải cười lạnh một tiếng nói, thứ nhất Ngươi muốn dựa vào bình đài trực tiếp giết chóc để hóa giải mâu thuẫn, cách tân đế quốc, căn bản là người suy si nói mộng. Đế quốc đã bệnh nguy kịch, u ác tính cũng đã mọc đầy lục phủ ngũ tạng rồi, phương thuốc của ngươi lại là tô son điểm phấn, tiêm vào thuốc mê liều lượng lớn. Có thể cách tân được đế quốc mới là lạ. Thứ hai, ngươi hiểu biết ta, ta cũng hiểu biết ngươi thật sâu, ngươi chính là một tài việt cùng quyền quý điển hình nhất, căn bản không có tinh thần vì đế quốc và văn minh nhân loại kính dân tất cả căn bản không phải một người tu tiên thật sự mọi thứ ngươi làm đều là vì ham muốn riêng của mình nhiều nhất là vì lợi ích lệ gia cái gọi là cách tân đế quốc chẳng qua là ngươi ngụy trang tranh quyền đoạt lợi chỉ cần ngươi có thể lên làm chúa tể lệ gia ngươi sẽ mang cái gì đế quốc và văn minh nhân loại hết thảy ném ra sau đầu chỉ lo lợi ích cho một mẫu ba phân trụng của lệ gia lệ linh phong nheo mắt hung tợn nói đừng quên ngươi cũng là người lệ gia không sai Ta là xuất thân Lệ gia." Lệ Linh Hải thản nhiên nói, "Nhưng ta đầu tiên là một thành viên của Văn Minh nhân loại, tiếp theo là một thành viên của Đế quốc Chân nhân loại, tính đồ trung thực của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, một người tu tiên chân chính, thuần túy, nguyện ý vì Văn Minh nhân loại trả giá tất cả. Ở sau đó, mới là người Lệ gia, mới có thể suy xét lợi ích Lệ gia." Đây là khác biệt lớn nhất của ta và ngươi, cũng là động lực lớn nhất ta cứu vớt đế quốc lệ linh phong liên thanh cười lạnh bình đài trực tiếp giết chóc của ta không cứu vớt được đế quốc ngươi thì có biện pháp cứu vớt đế quốc ta tự nhiên có biện pháp của ta hoàn toàn quét dọn cố tật quấy nhiễu đế quốc lệ linh hải trấn định tự nhiên nói nhưng ở trước đó bệ hạ phải nắm giữ quyền lực thật sự tuyệt không thể chịu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng các lộ chư hầu quân phiệt bài bố nữa chỉ có một hoàng đế thật sự mới có thể cách tân đế quốc khôi phục vô thượng vinh quang ngàn năm trước Nói đi nói lại, ngươi và ta vẫn giống nhau, đều là vì quyền lực mà thôi. Lệ Linh Phong nhếch miệng cười nói, ai chẳng biết, hoàng đế chính là con rối của ngươi, để vị bệ hạ này nắm giữ quyền to, chẳng lẽ không tương đương để ngươi nắm giữ quyền to? Như thế nào, thì ra không phải bệ hạ của chúng ta muốn trở thành hắc tinh đại đế thứ hai, mà là ngươi, em gái tốt của ta, muốn tạo nên bá nghiệp vô tiền khoáng hậu, trở thành nữ đế nắm quyền vũ trụ, chấp trưởng tinh hải sao? không thể không nói giả tâm của ngươi thật sự là một lần lại một lần hoàn toàn đánh vỡ dự kiến của ta ta thật sự là tò mò đến cực điểm rốt cuộc là cái gì ở sâu trong lòng chống đỡ ngươi để ngươi cho rằng mình có thể làm được chuyện tuyệt đối không có khả năng làm được như vậy vô luận như thế nào ta cũng phải nhắc nhở ngươi thiên tử và chư hầu cùng cai trị thiên hạ đây là trụ cột đế quốc ngàn năm thống trị ai muốn tùy tiện đánh vỡ cân bằng giữa hoàng đế cùng chư hầu dưới 99% tình huống, đều sẽ chết rất thảm. Từng Có lẽ là tâm sự bị chọc thủng, lại có lẽ là nghe được anh trai uy hiếp không chút che giấu, sâu trong đôi mắt gần như trong suốt của Lệ Linh Hải lại lần nữa bắn ra ánh sáng hung dữ như thực chất, nhìn chầm chầm của Lệ Linh Phong. Đừng thẩn trương. Lệ Linh Phong lại hoàn toàn trầm tĩnh lại, tự cho là hoàn toàn chiếm thượng phong trong buổi nói chuyện này, cười tủm tỉm nói, cho dù ngươi thật sự là một vấn đề, nên đau đầu cũng là các đại lão đích thực của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ít nhất trước mắt, ta đã không phải gia chủ, cũng không phải tuyển đế hầu. Thực muốn giết ngươi cũng không tới lượt ta, đúng hay không? Vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều là huynh muội ruột thịt, lại không có thù sâu như biển, không ngại cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng, xem xem có cơ hội gì hợp tác. Ít nhất bây giờ dưới cục diện phức tạp như vậy, ngươi có một sơ hở lưu lạc bên ngoài, mà viện quân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lúc nào cũng có thể chạy tới. Tuy nói bọn họ chủ yếu là đến điều tra người tu chân gù ù cạc cạc kia, nhưng nhỡ đâu phát hiện dấu vết để lại của ngươi, chẳng phải là cũng rất xấu hổ. Chúng ta huynh muội đồng lòng, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn rồi nói tiếp, như thế nào? Lệ Linh Phong vừa nói, vừa lặng lẽ hướng Lệ Linh Hải tới gần. Hắn tin tưởng Lý Diệu và Lệ Gia Lăng cũng đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị trấn áp hoàng hậu ở bất cứ thời điểm nào. Hợp tác đương nhiên là có thể hợp tác, nhưng ít ra phải đợi hắn moi hết bí mật của hoàng hậu ra trước rồi nói tiếp. Lệ Linh Hải ra vẻ rất nghiêm túc suy xét chốc lát, dứt khoát lưu loát nói, "Không được." Nụ cười định liệu trước của Lệ Linh Phong động lại, "Vì sao? Ngươi biết không, kích thích cùng tăng lên trí lực vẫn luôn là đầu đề mũi nhọn trong thí nghiệm sinh hóa." Lệ Linh Hải bỗng chuyển hướng đề tài, nói một câu không đầu không đuôi. Giả thiết có một con heo, vô lượng tiêm vào thuốc cường hóa như thế nào, có thể mang cơ bắp cùng xương cốt của nó đều cường hóa gấp trăm lần, nhưng chỉ số thông minh lại như thế nào cũng không tăng lên bao nhiêu. Ít nhất, tuyệt đối không tăng lên đến trình độ của nhân loại. Trên bản chất, nó vẫn là một con heo. Lệ Linh Phong hơi ngẩn ra, có ý tứ gì, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, heo đúng là heo, tu luyện như thế nào nữa cũng là heo. Lệ Linh Hải nói, mặc dù một con heo sinh ra ở bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tiêu hao vô số tài nguyên của gia tộc lại dùng các loại thủ đoạn ti tiện vô sĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng cứng rắn chồng chất đến cảnh giới hóa thần kỳ vậy cũng chỉ là một con heo hóa thần kỳ mà thôi ở trên con đường ta thực hiện lý tưởng cách tân đế quốc có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều kẻ địch thực lực cao minh cùng hung cực ác quỷ kế đa đoan nhưng kẻ địch nguy hiểm như thế nào nữa cũng không nguy hiểm bằng đồng đội heo bên cạnh mình cho nên ta từ chối hợp tác với ngươi không phải là bởi mối hận cũ trăm năm trước ngươi dở trò đưa ta đến đế đô làm thái tử phi cũng không phải bởi vì ngươi vụng trộn giấu con ta làm thẻ đánh bạc lại càng không phải vì ngươi nhân cách ti tiện vì lợi riêng lúc nào cũng có khả năng phản bội ta chỉ bởi vì ngươi chính là một con heo mà thôi ngươi lệ linh phong đỏ mặt lên không ngờ nói hồi lâu kết quả lại là như vậy như thế nào muốn giết ta lệ linh hải mỉm cười mái tóc bạc như thác nước bông tuyết sau lưng lại bắt đầu phất phới lên, sớm ở 4 phút 33 giây trước, ngươi đã động sát ý đối với ta, bây giờ, quá muộn rồi. Đừng không phục, ta cũng không có chút nào nói xấu anh trai tốt thân yêu của ta, thuần túy ăn ngay nói thật. Ví dụ đơn giản nhất, gần ngay trước mắt. Thật ra mai phục ở bên trái ngươi cách 220 mét, hai người kia sâu trong nếp uống, ban đầu nếu toàn lực chạy trốn, chưa chắc không thể chạy thoát. Nhưng bọn hắn lại ngu xuẩn đến mức hợp tác với ngươi, có ngươi đồng đội heo này, ngay tại vừa rồi ta và ngươi nói lời thừa hết bài này đến bài khác kéo dài thời gian, bị ta dùng thần niệm tập trung, bây giờ muốn chạy cũng chạy không thoát. Nói ngươi là heo, ngươi còn không thừa nhận sao? Ở ngoài 220m, sâu trong khe rảnh, trong nước bùn, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều chấn động đến cực điểm. Không ngờ mình đã mang hơi thở, nhịp tim thậm chí lỗ chân lông đều co rút lại đến cực hạn ngay cả một chút linh năng cũng chưa phóng ra, nhiệt độ cơ thể giảm tới nhất trí với nước bùn, nham thạch cùng mưa gió quanh mình, theo lẽ thường mà nói, lại tuyệt đối không có khả năng hợp tác với lệ linh phong lại vẫn bị hoàng hậu phát hiện. Đúng rồi. Trong lòng Lý Diệu kịch liệt chấn động, âm thầm ảo não, vừa rồi hoàng hậu và lệ linh phong nói nhảm nhiều như vậy, thậm chí tùy ý lệ linh phong mang chuyện bí ẩn nhất của cô ta nói ra, 89 phần 10, chính là nói cho lệ gia lăng nghe. Lệ Gia Lăng vô luận như thế nào cũng là thiếu niên không đến 20, còn chưa tu luyện đến trình độ ý chí sắt đá, mất sạch nhân tính, nghe được thân thế kinh tâm động phách như thế của mình, nào có đạo lý không hiện ra một chút tình cảm dao động nào. Chính là một luồng tình cảm dao động bé nhỏ không đáng kể này, đã bị hoàng hậu bắt được cái chân đau, cuối cùng khóa mục tiêu được chúng ta. Nhưng mà, hoàng hậu sao có thể ngay từ đầu đã biết chúng ta sẽ trốn ở bên cạnh chẳng lẽ cô ta đối với phương thức tư duy cùng phong cách làm việc của lệ linh phong đều rõ như lòng bàn tay trước đó đã biết người anh trai thất bại thảm hại cùng đường này chỉ có thể lựa chọn hợp tác với chúng ta thực đáng chết quả nhiên không nên tin tưởng lệ linh phong đã sớm nhìn ra hắn là bao cỏ ngay cả ta cũng có thể đùa dẫn hắn xoay vòng vòng càng đừng nói hoàng hậu hoàng hậu nói không sai thằng cha này chính là đồng đội như heo lần này hại chết chúng ta rồi Lý Diệu ước chừng dùng nửa giây để tâm tư xoay chuyển thật nhanh, suy tư nên tè ra quần nhất chân bỏ chạy hay không. Hoặc là cùng lệ gia lăng bỗng nhiên đứng dậy, trái phải giáp công, đột ngột xông qua, mỗi người ôm lấy một cái đùi hoàng hậu, lệ gia lăng thì kêu to, mẹ, mình thì đau đớn gọi, mẹ nuôi, như vậy tỷ lệ sinh tồn có thể cao hơn một chút hay không. Nhưng ngay trong nửa giây này, phong vân biến sắc, lôi điện vô quan, giữa huynh muội lệ gia đã trình diễn biến hóa cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại lúc em gái lên án mạnh mẽ hắn là đồng đội như heo, hơn nửa điểm ra vị trí của Lý Diệu và Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Phong liền biết đại thế đã mất. Nói hắn là heo, hắn thật sự không khiêm tốn một chút nào, thật sự trình diễn biểu hiện như heo. Hắn không dám thẹn quá hóa giận, lao lên quyết tử chiến một trận với Lệ Linh Hải, ngược lại quát một tiếng, phát ra sát khí vô biên, kích động toàn bộ, lĩnh vực, chuyển hóa ra hiệu quả hình ảnh muốn bao nhiêu hoa lệ thì có bấy nhiêu hoa lệ, sau đó, ở dưới sát khí và lĩnh vực yểm hộ nhất chân bỏ chạy Có lẽ ở trong nhận biết của Lệ Linh Phong Lệ Gia Lăng mới là mục tiêu tất sát của Lệ Linh Hải Thừa dịp Lệ Linh Hải giết người diệt khẩu Vĩnh tuyệt hậu hoạn Hắn còn có cơ hội đào tẩu Nào ngờ ngay tại lúc hai chân hắn dẫm xuống đất Chuẩn bị tăng tốc chạy trốn Mặt đất bốn phương tám hướng dưới chân hắn đều nứt nẻ ra Vạn tia chớp như bụi gai lóng lánh Từ sâu trong lòng đất đột nhiên lao ra Dây dưa hai chân và hai tay hắn, Tinh khải của lệ linh phong tuôn ra vạn tia lửa, vô số phù trận và đơn nguyên pháp bảo đều quá tải, nổ tung. Lại là lệ linh hải đã sớm ở lúc hai người nói chuyện, làm bộ bị lệ linh phong chọc đến chỗ đau, thần hồn bất ổn, linh năng hỗn loạn, làm vô số tia chớp đều hung hăng đánh phá mặt đất. Đây vốn là biểu hiện lực lượng không khống chế được, trên thực tế lại là lệ linh hải vụng trộn đưa lực lượng sấm sét vào lòng đất ẩn nút đi, đã sớm ở dưới chân anh trai bố trí kết giới tia chớp cường đại không phải chứ trước mặt chúng ta hai hóa thần lão quái vô thanh vô tức đưa những tia chớp vào lòng đất còn ngưng tụ thành kết giới chúng ta lại đều chưa phát hiện con mắt lý diệu lồi ra âm thầm tặc lưỡi tu vi hoàng hậu thật sự là sâu không lường được nhưng không có khả năng được việc không đủ hỏng việc có thừa ngươi con heo này suýt nữa hỏng việc lớn của ta rồi đôi mắt gần như trong suốt của lệ linh hải dần dần tràn ra sát ý trắng xóa mặt không biểu cảm vẻ mặt âm u lạnh lẽo, chân dẫm cây cầu tia chớp trên không, đi từng bước một về phía lệ linh phong. Hôm nay không giết ngươi, ai biết ngày mai ngươi con lợn tự cho là thông minh này, còn có thể gây ra bao nhiêu phiền toái cho ta. T. Lệ linh phong như vạn tia chớp vào cơ thể, trong lúc nhất thời đau khổ không muốn sống nữa, phát ra tiếng gầm nhẹ cuồng nộ, linh diễm cấp hóa thần giống như sóng thần rít gào, lại lần nữa ngưng tụ thành lĩnh vực của mình, thế mà như một quả cầu to lớn bị sấm sét cùng mưa gió bao phủ, hắn thì ở trung tâm quả cầu tóc tai bù xù. Vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, lệ linh hải, ngươi đừng ép ta, mọi người đều là hóa thần, ta cũng không kém ngươi bao nhiêu. Nếu hôm nay ngươi cố ý muốn giết ta, cho dù ta chết, ngươi cũng phải trả giá vô cùng thảm thiết. Ta xem ngươi làm sao đối mặt viện quân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nối gót mà tới, ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi cái con heo này, cũng có tư cách để ta trả giá vô cùng thảm thiết sao bước chân lệ linh hải không ngừng trên khuôn mặt như băng sương toát ra một nụ cười châm chọc cho nên nói ngươi con heo này chỉ có một chút thông minh vặt tự cho là đúng còn nói cái gì dùng mấy chục năm để tiến hành phát họa nhân cách đối với ta thôi diễn tâm tính và cách làm việc của ta đối với ta rõ như lòng bàn tay lại ngay cả phán đoán cơ bản nhất cũng hoàn toàn sai rồi a à, bị bức bách đến mức này Công nghiêm hóa thần lão quái của lệ linh phong rốt cuộc bùng nổ, cả lĩnh vực quanh mình đều như núi lửa bùng nổ hướng lệ linh hải đánh tới, bản thân thì nhân cơ hội nhanh chóng kết ấn, ý đồ triệu hồi ra cự thần binh, bạo phong chi thần, tàn phá không được đầy đủ ngăn địch. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ngay tại lúc lệ linh phong dùng toàn bộ thần hồn câu dẫn linh năng trong thiên địa, mang lĩnh vực kích động đến cực hạn, ti chấp lượng lờ ở quanh thân lệ linh hải cũng ở trong tích tắc sáng người gấp 10, đạt tới trình độ chọc mù mắt người ta. Sau một đợt bay múa, xoay tròn và đang sen hoa cả mắt, ngàn vạn tia chớp ngưng tụ thành chính con rồng khổng lồ dương nanh múa vuốt, lửa tím ngập trời, mà chính con rồng khổng lồ lại ngưng tụ thành một pháp tướng thần ma đội trời đạp đất, triệt cào tinh tú. Pháp tướng này. Ngồi chễm chệ vắt chân ở trên một phương tọa nguy nga, tràn ngập khí thế trấn áp tất cả, nắm giữ tất cả, hùng bá tất cả, chỉ thiếu mang tám chữ trên trời dưới đất mình ta độc tôn, viết ở trong tròng mắt của nó. Sau không chấm một giây, pháp tướng bá đạo vô cùng chợt tiêu tán, hết thảy bị hoàng hậu đế quốc lệ linh hải hút vào trong cơ thể. Chỗ sâu nhất trong mắt trắng xóa của lệ linh hải xuất hiện hai điểm ánh sao màu tím to bằng đầu kim, cuối mái tóc như thác nước bông tuyết cũng mơ hồ toát ra một mảng tím. Nếu nói, vừa rồi hoàng hậu là cao cao tại thượng bình tĩnh mà lạnh nhạt, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Giờ phút này, Lệ Linh Hải thật sự giống một bá chủ nắm quyền sanh sát trong tay, chí cao vô thượng, trong cái phất tay sẽ có ngàn vạn đầu người rơi xuống đất. Cô xuề năm ngón tay, đầu ngón tay lập tức lao ra mấy chục tia chớp dao long, hung hăng đâm về phía tay phải Lệ Linh Phong, thế mà cứng rắn khống chế những càng khôn của đối phương, lấy linh năng mãnh liệt quấy nhiễu những càng khôn vận hành, ngăn cản Lệ Linh Phong lấy ra cự thần binh. Còn có loại thần thông này. Lý Diệu nhìn mà da đầu phát tê, vội vàng tháo nhẫn càng khôn, nghĩ chút, dứt khoát nhét vào trong mồm. Vẻ mặt lệ linh phong so với gặp quỷ còn sợ hãi hơn, thậm chí hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn hồ quang màu tím bên người lệ linh hải không ngừng cuồn cuộn như sóng triều. Những hồ quang này càng dâng trào càng cao, thế mà ở giữa cơn bão mây xét ngưng tụ thành ảo giác thiên quân vạn mã phát động xung phong quyết tử, tiếng ngựa hí, tiếng người hô, tiếng đao kiếm giao kích cùng áo giáp va chạm, mang sấm sét riết gào đều bao phủ xuống càng tăng thêm khí phách vô biên của lệ linh hải thiên đạo vô cực chân long hiển thánh đế diễm thao thao phách tuyệt tinh hà lệ linh phong gầm rú thê lương người đây là người đây là thần thông long ngự cực của đế hoàng trong truyền thuyết sao có khả năng sao có khả năng đây là tuyệt thế thần thông từ xưa đến nay chỉ có một mình đế hoàng lấy ngôi cửu ngũ thân phận chúa tể tinh hà ngưng tụ khí vận ức vạn tinh tú mới tu luyện thành thần thông như vậy, ngươi từ đâu đạt được? Đây là võ học chuyên thuộc về hoàng đế, không phải người khí vận thêm thân cực lớn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, ngươi một tên phàm thai, làm sao chịu được linh năng trùng kích như vậy, ngươi nên nổ tan xác mà chết. Lệ Linh Hải hít sâu một hơi, tùy ý ngàn vạn tia chớp ngưng tụ thành lửa tím dân trào ở xoan mũi cùng khóe miệng mình, vẻ mặt hoảng hốt đến mức không giống như là chính cô, thản nhiên cười nói, ca ca, ngươi biết quá nhiều rồi. Thanh âm của cô trầm thấp, hùng hậu, bá đạo, mỗi một chữ đều mơ hồ mang theo hiệu quả ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh, làm người ta nhịn không được quỳ xuống thần phục, so với vừa rồi như hai người khác nhau. Chẳng lẽ, lệ linh phong rốt cuộc đã hiểu tất cả, sắc mặt trong tích tắc tuyệt vọng đến mức thành một mảng trắng bệt, gầm rú thê lương, ta biết rồi, hơn 100 năm trước ngươi bị lạc sâu trong tinh hải, tìm được mảnh vỡ thế giới thần bí kia, chính là hoàng kim thánh tọa lăng tiêu giới, toàn bộ người tu tiên đều mong nhớ ngày đêm chính là chỗ đế hoàng tán thân. Ngươi thế mà đã khai cuộc truyền thừa đế hoàng. Hai chữ đế hoàng, như xét đánh giữa trời quan, chẳng những hoàn toàn rung động lệ linh phong, cũng làm lý diệu và lệ gia lăng đều đầu ván mắt hoa, hai tay vang lên ong ong, hồi lâu không thở nổi. Tu chân bốn vạn năm, cường giả nhân loại vĩ đại nhất từ xưa đến nay, lật đổ ba vạn năm thống trị tối tâm của yêu tộc, thành lập quốc gia khổng lồ vắt ngang qua ba ngàn thế giới xác lập hệ thống văn minh tu chân hiện đại mang văn minh nhân loại đẩy về phía đỉnh cao nhất người sáng lập tinh hải đế quốc đế hoàng trong truyền thuyết đế hoàng là cao thủ số một văn minh nhân loại trong trên dưới mấy vạn năm trong truyền thuyết đế hoàng đã đạt được ba quyển phong thần thiên thư mở ra lượng lớn truyền thừa văn minh bàn cổ lưu lại đạt được vô số chí bảo và kỹ thuật tiên tiến cứng rắn đẩy văn minh nhân loại lên mấy trăm hơn một ngàn năm trình độ phát triển trong truyền thuyết Mặc dù đế hoàng ở giai đoạn sau thống trị, đào tạo ra 20 phân thân, lấy hơn phân nửa lực lượng của mình đều rót đến trên phân thân, khiến phân thân giúp hắn nắm giữ tinh hải, lực lượng bản thể vẫn mạnh mẽ đến tột đỉnh. Trong truyền thuyết, đế hoàng ở sau khi cùng phân thân mạnh nhất tận thế chiến cùng huyết thần tử kịch chiến, suýt nữa đánh đổ toàn bộ đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, đã bị thương nặng, không biết tung tích. Trong truyền thuyết, Đế hoàng cẩn nấp đến sâu trong một mảnh vỡ thế giới tên là Lăng Tiêu giới, lâm vào hôn mê trên hoàng kim thánh tọa, chung cùng hắn có thần thông sâu không lường được nhất, cự thần binh mạnh mẽ nhất, cùng với bí bảo có thể võ trang một mũi hạm đội tinh hải khổng lồ. Ai có thể đạt được truyền thừa của đế hoàng, người đó liền có thể xưng bá toàn bộ vũ trụ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV bừng tỉnh đại ngộ. Nếu năm đó mảnh vỡ thế giới thần bí lệ linh hải và nghĩa phụ hắn cùng nhau bị nhốt chính là hoàng kim thánh tọa lăng tiêu giới đế hoàng ngã xuống mà nói vậy tất cả đều nói thông đế hoàng là thiên cổ nhất đế không hơn không kém cường giả đăng phong tạo cực đừng nói đạt được toàn bộ truyền thừa của hắn cho dù đạt được một phần trăm truyền thừa cũng đủ để hoàn toàn thay đổi một nữ hài tử thiên tính nhu nhược đa sầu đa cảm biến cô thành một người mưu tính sâu xa tâm kế cực sâu nghĩa phụ ban đầu là người thánh minh thất tình lục dục đều bị gắt gao đè nén xuống nhưng nếu là lực lượng của hoàng đế từ trong hoàng kim thánh tọa tiết ra phá tan cái gọi là ba đại bổn nguyên pháp tắc trói buộc tựa như cũng không kỳ quái dù sao trong truyền thuyết đế hoàng là từng đạt được ba quyển phong thần thiên thư đối với văn minh bàn cổ có hiểu biết khắc sâu có thể nghĩ ra cách phá giải ba đại bổn nguyên pháp tắc cũng không kỳ quái hơn nữa trong lăng tiêu giới hẳn là ẩn chứa lượng lớn bí bảo tinh khải tàu vũ trụ cự thần binh cùng các loại thiên tài địa bảo của hoàng đế cũng không nói chơi hoàng hậu bằng vào bí bảo của hoàng đế để chiêu binh mãi mã nuôi dưỡng nanh vuốt bồi dưỡng cánh chim độ khó liền giảm xuống rất nhiều đồng thời hoàng hậu từ trong lăng tiêu giới đạt được chỉ sợ không phải lực lượng đơn thuần còn bao gồm một bộ phận đạo tâm của đế hoàng trong truyền thuyết đế hoàng tuy thành lập cũng là đế quốc là một kẻ độc tài nhưng hắn chung quy là cổ nhân một vạn năm trước có tính cực hạn lịch sử của hắn cũng không thể quá mức quá nghiêm khắc. Ít nhất ở trong đánh giá của người thời nay, cái nhìn đối với hoàng đế là tương đối chính diện, lật đổ yêu tộc thống trị, cứu vạn dân trong nước lửa, kết thúc ba ngàn thế giới phân tranh, dẫn dắt văn minh nhân loại đi hướng đỉnh phong thứ hai từ thời đại cổ tu tới nay. Đặt nền móng văn minh tu chân hiện đại cũng xác lập, người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại tín ngưỡng này, bởi vậy, mang người tu chân hiện đại cùng người tu chân cổ đại hoàn toàn phân chia ra. Từng sự kiện đều là công kích vĩ đại của hắn. Cho nên, tuy là hoàng đế tương đối độc tài, nhưng người hiện đại vẫn coi đế hoàng là người tu chân thật sự để đối đãi, bao gồm Tinh Diệu Liên bang thực thi chế độ công dân tuyển cử, Cộng hòa Nghị hội cũng thừa nhận đế hoàng là tổ tiên chung của mọi người, là đại anh hùng hoàn toàn xứng đáng. Tinh Diệu Liên bang cũng tự cho mình là người kế thừa tinh thần của Tinh Hải Đế quốc. Tóm lại, cùng là hoàng đế Đế hoàng và thác tinh đại đế hoàn toàn khác nhau là hình tượng tương đối quang minh, chính diện cùng chính nghĩa. Cho nên, nếu lệ linh hải thật sự chiếm được bộ phận truyền thừa và đạo tâm của đế hoàng, đối với đế quốc chân nhân loại chướng khí mù mịt, một nát xuống dốc trước mắt, tự nhiên sẽ sinh ra căm hận thiên nhiên, muốn dựa theo lý niệm của mình để cách tân đế quốc cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, trên chi tiết còn tồn tại rất nhiều vấn đề so sánh. Thân thể suy yếu của lệ linh hải, sao có thể thừa nhận truyền thừa khổng lồ của đế hoàng, vân vân và mây mây. Nhưng trên đại thể, Lý Diệu tin tưởng phán đoán của Lệ Linh Phong ít nhất có 50% khả năng là chính xác. Rất đơn giản, chứng cớ ngay tại trong những càng khôn của Lý Diệu. Tiểu Hắc cùng nửa cái chìa khóa kia rõ ràng đều là kết quả của thời đại tinh hải đế quốc vạn năm trước. Cho nên mảnh vỡ thế giới Lệ Linh Hải và nghĩa vụ của Lý Diệu phát hiện, cho dù không phải lăng tiêu giới đế hoàng ngã xuống cũng nhất định có quan hệ cực sâu với đế hoàng. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, trong phút chốc đã mang tiền căn hậu quả đều nghĩ thông thấu toàn bộ. Sau đó, liền khóc không ra nước mắt. Lệ Linh Phong thực con mẹ nó là đồng đội heo không hơn không kém, chết đến nơi rồi cũng phải kéo người khác xuống nước. Ngươi nói ngươi nhìn ra công pháp lệ linh hải dùng là tuyệt học hoàng đế long ngự cực là được rồi, vì sao còn phải gào rống như quỷ, còn giải thích rõ ràng như vậy chứ. Bây giờ tốt rồi, lý diệu và lệ gia lăng đều nghe được rõ ràng bí mật lớn này nếu nói thân thế lệ gia lăng coi như là một phiền toái có cách giải quyết nhưng hoàng hậu điện hạ chiếm được truyền thừa đế hoàng loại bí mật lớn kinh thiên động địa này cũng bị bọn họ nghe được hoàng hậu còn có khả năng tha bọn họ một mạng sao lý diệu nghe răng trận mắt nhìn về phía hoàng hậu cùng lệ linh phong lại thấy hồ quan lóng lánh quanh thân hoàng hậu càng lúc càng sáng ngời như ngàn vạn giao long gắt gao quấn quanh lệ linh phong càng thu càng chặt mang cơ bắp, mạch máu, thần kinh cùng xương khớp lệ linh phong nghiền nát hết. Lệ linh phong lão quái vật hóa thần kỳ cao giai này, ở dưới long ngự cực bá đạo vô cùng của hoàng hậu trấn áp, thế mà hoàn toàn không có sức phản kháng, lĩnh vực của hắn đã toàn diện sụp đổ, hóa thành gợn sóng vỡ tan, ở trong cuồng phong mưa rào vặn vẹo, trên rỉ, chỉ, chỉ một lát đã ùng ùng hủy diệt. Hắn liều mạng giải dụa, khàn cả giọng kêu to, tha, tha ta, ta là thật tâm thực lòng hợp tác với ngươi, không không không, ta nguyện ý thần phục ngươi, giúp ngươi đối phó bốn đại tuyển đế hầu gia tộc còn có quyền quý cùng môn việc khác, giúp ngươi trở thành một đời nữ hoàng chấp chưởng tinh hà, tụ lại quyền lực chí cao vô thượng. Tái tạo một đế quốc mới. Ha 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 ha. Lệ Linh Hải nheo mắt, cười vô cùng khinh miệt, người nguyện ý thần phục ta rất nhiều, ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lệ Linh phong trợn to mắt, trong khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng miệng, đều có các luồng tia chớp như nham thạch nóng chảy chảy ra, trên rỉ, ta, ta là anh ruột của ngươi. Ánh tím sâu trong đôi mắt lệ linh hải dần dần nhộn nhạo ra, vừa vặn như giả tâm dần dần nở rộ của cô. Hoàng hậu đế quốc chân nhân loại cười cười, vậy thì sao? Lời còn chưa dứt, tia chớp lệ linh hải bắn về phía lệ linh phong chợt lại sáng ngời gấp trăm lần. Trong khoảnh khắc, cùng phong, mưa to cùng sấm sét giống như đều bị động lại, cả thiên địa đều ở dưới tia chớp chiếu rọi ảm đạm thất sắc, hóa thành một mảng đen trắng. Chỉ có lửa tím ánh điện ẩn chứa khí phách đế hoàng này hóa thành một thanh chân long chi kiếm kích động tinh hải, lấy tốc độ vượt qua tia chớp gấp trăm lần, dễ dàng xé rách một tấm khiên linh năng cuối cùng lệ linh phong miễn cưỡng ngưng tụ lên, xuyên thủng ngực hắn. Chân long bí kiếm vào cơ thể, lập tức vỡ thành chín con rồng lửa tím khổng lồ dương nanh múa vuốt, hướng sâu trong tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng lệ linh phong chạy loạn, mang mỗi một đường kinh lạc mỗi một huyết mạch cùng mỗi một tế bào của hắn xé rách thiêu hủy hòa tan cùng hủy diệt hết thảy a à, lệ linh phong phát ra tiếng kêu thảm thiết không dám tin khổ không muốn sống nguyên thần hóa thành một quả cầu ánh sáng màu lam tối hoảng hốt không chọn đường hướng về bầu trời chạy trốn lại bị ba con rồng lửa tím khổng lồ đuổi theo ngay lập tức xé tan tành biến thành những gợn sóng gào thét chói tai bị rồng lửa tím khổng lồ ăn không còn một mảnh chín con rồng lửa tím khổng lồ ở giữa điện chớp sấm trên gió giật mưa rào xoay quanh chỉ một lát hết thảy trở lại phía sau lệ linh hải làm tạo hình tóc trắng như tuyết mắt tím lóe lên của cô tô đậm càng thêm thần bí khó lường bá đạo vô cùng mà hóa thần lão quái lệ linh phong đã bị thiêu đốt tới mức ngay cả bột xương cũng không còn lại chút nào trong vòng mười mấy giây ngắn ngủn liền hóa thành tro bụi vĩnh viễn không siêu sinh nếu trái tim có thể toát mồ hôi vậy trái tim lý diệu lúc này nhất định đã sớm mất nước chiến lược hai bên đối chiếu lệ linh hải ít nhất là hóa thần kỳ đỉnh phong còn có được võ học đế hoàng long ngự cực huyển khốc bá đạo tới cực điểm tăng phúc trong hầu bao không biết còn có bao nhiêu pháp bảo đến từ lăng tiêu giới chưa lấy ra nhắm chừng treo lên đánh phân thần kỳ trung đê giai cũng là dễ dàng lý diệu chỉ có hóa thần kỳ trung giai nhưng thần hồn hắn tương đối đặc thù ai cũng không biết hắn còn có huyết sắc tâm ma nguyên thần thứ hai này bản thân cũng tính là một loại vực ngoại thiên ma cổ xưa về sau kỳ ngộ liên tục hấp thu năng lượng tối vô cùng khổng lồ trừ không có thực thể cũng coi như có được tu vi hóa thần kỳ cho nên lý diệu trên thực tế không thể tính là hóa thần kỳ trung giai đơn giản ở trên sức chiến đấu cực hạn là hai hóa thần lão quái cùng chung thân thể đây là cảnh giới so với hai hóa thần lão quái lòng có linh tê bình thường liên thủ thì cường đại hơn quỷ dị hơn thậm chí tiếp cận loại thần thông kỳ diệu mang thần hồn phân liệt ra, làm theo ý mình của phân thần kỳ. Cho nên, gặp phải hóa thần kỳ cao giai thậm chí đỉnh phong bình thường, lý diệu cũng không chột dạ. Nhưng mà, ở trước mặt hoàng hậu khủng bố như vậy, lại có tác dụng cái quỷ. Có thể chạy không? Tế bào não của Lý Diệu bốc bốc nổ tung ra, trong thời gian ngắn ra kết luận, tuyệt không thể. Nếu có thể chạy, nửa phút trước, lúc lệ linh phong hô lên quái dị hai chữ đế hoàng hắn nên chạy trối chết rồi nhưng cho dù hắn có một phần trăm cơ hội đào tẩu lệ gia lăng cũng tuyệt đối chạy không thoát lệ gia lăng có lẽ là huyết mạch duy nhất của nghĩa phụ lệ linh hải cũng vô cùng có khả năng là nữ nhân duy nhất nghĩa phụ từng yêu lý diệu cùng nghĩa phụ cảm tình cực sâu từ nhỏ bị song thân vứt bỏ một mình trong bóng đêm dãy dụa hắn hoàn toàn là coi nghĩa phụ thành cha đẻ để đối đãi hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhân cùng đứa nhỏ của nghĩa phụ, mẹ con tương tàn, trình diễn thảm kịch nhân luân. Còn có, từ tầng diện cao hơn để suy xét, nếu lệ gia lăng thật sự là sơ hở duy nhất ở sâu trong lòng hoàng hậu đế quốc, cũng có thể nói là một phòng tuyến cuối cùng trong nhân tính của cô. Nếu thật sự mặc kệ cô tự tay giết chết đứa nhỏ mình thật sự muốn sinh, hoàng hậu sẽ hoàn toàn biến thành một quái vật lãnh khốc vô tình, mất sạch nhân tính. Một quái vật như vậy, vô cùng có khả năng còn nắm giữ bộ phận truyền thừa đế hoàng lại giả tâm bừng bừng muốn nắm giữ quyền lực cao nhất của toàn bộ đế quốc chân nhân loại nếu thật sự bị cô ta thành công ở dưới quái vật này thống trị đế quốc chân nhân loại sẽ biến thành bộ dáng gì tinh diệu liên bang có thể đối mặt một đế quốc như vậy sao cho nên về công về tư vô luận vì nghĩa vụ hay là vì liên bang hoặc là vì mạng nhỏ của mình cùng lệ gia lăng lý diệu đều phải đứng vững áp lực tuyệt không thể chạy Ta vẫn tin tưởng vững chắc, người lão cha kia yêu, Lệ Linh Hải thật sự không nên là bộ dạng này. Lý Diệu nghiến răng, hoạt động quay hàm mãnh liệt, phải nghĩ cách giữ được một tia nhân tính cuối cùng ở sâu trong lòng Lệ Linh Hải, chậm rãi đánh thức cô ta, tốt nhất có thể biến cô ta trở về nữ nhân thiên tính thiện lương ngày xưa lão cha yêu kia. Thậm chí, đế hoàng ngày xưa cũng là người tu chân, Lệ Linh Hải đạt được đế hoàng truyền thừa cũng có một tia khả năng từ người tu tiên chuyển hóa thành người tu chân nhỉ? Có lẽ, cô ta chính là thiếu một người mấu chốt nhất, đẩy một phát trên tâm linh của cô ta, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một phát. Không có cách nào cả, sức chiến đấu đã tuyệt đối không phải đối thủ của cô ta, xem ra chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu áp đáy hòm. Huyết sắc tâm ma từ sâu trong não vực lý diệu chui ra, cũng là một bộ dáng như đối mặt đại địch, cực kỳ khẩn trương, lại muốn dùng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu áp đáy hòm của chúng ta không phải phủi mông, chạy xa ngàn dặm, bỏ trốn mất dạng sao. Ai nói? Quai hàm và đầu lưỡi lý diệu đều lấy tần suất siêu cao mắt thường không nhìn thấy được chấn động, tuyệt chiêu ta nói, là ba tất lưỡi không xương. Huyết sắc tâm ma, lại muốn khu môi múa mép, địa đặt, mê hoặc lòng người sao? Tốt, ta thích. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Rất đơn giản, nói không chừng còn có thể không đánh mà thắng giải quyết tất cả vấn đề chúng ta thậm chí liên bang gặp phải lý diệu tràn đầy tự tin nói ta muốn thuyết phục hoàng hậu đế quốc lệ linh hải để cô ta thức tỉnh thứ quý giá thật sự trong truyền thừa đế hoàng cũng chính là dùng phương thức chính xác bảo vệ sứ mệnh thần thánh của văn minh nhân loại chuyển hóa cô ta thành một người tu chân ngẫm xem nếu hoàng hậu điện hạ đế quốc chân nhân loại thế mà có thể chuyển hóa thành người tu chân lại có thể tiêu diệt cái gì bốn đại tuyển đế hầu gia tộc còn có quyền quý và quân phiệt rối rắm gì đó đế quốc cũng có khả năng trong mấy trăm năm tương lai dần dần biến thành một quốc gia người tu chân ít nhất là một quốc gia cường giả và người thường càng thêm hài hòa hay không mặc dù hoàng hậu không tiêu diệt được toàn bộ quyền quý và quân phiệt chỉ cần hai bên tiến vào giai đoạn giữ lẫn nhau đạt thành cân bằng nào đó ở dưới hoàng hậu che chở có thể làm lý luận người tu chân có thể ở cảnh nội đế quốc phát triển đối với giảm bớt áp lực quân sự tinh diệu liên bang gặp phải cùng với chúng ta tiếp theo công khai hoạt động đều có lợi thật lớn mà tất cả cái này không tốn một quân một tốt, thậm chí không cần ta động một ngón tay, chỉ cần có thể thuyết phục hoàng hậu là được. Hoa Huyết sắc tâm ma kêu lên, thì ra chỉ cần động mồm mép, thuyết phục vị hoàng hậu điện hạ vừa rồi mí mắt cũng không chớp đã giết anh ruột của mình, mắt thấy lại sắp giết luôn con đẻ của mình là được à, thật đúng là nhiệm vụ đơn giản dễ như trở bàn tay mà. Chuyến đi đế quốc lần này thật sự là một lần giao du nhẹ nhàng vui vẻ nhất từ khi chúng ta xuất đạo tới nay, hừ. Trong lúc hai người tranh chấp, lệ linh hải quanh thân khí tím lượng lờ, điện chấp sấm rền, đã hướng phương vị hai người chậm rãi bay qua. Tốc độ bay đi của cô không nhanh, nhưng trong trời đất chung quanh hơn một ngàn mét, đều bị thần niệm cô thao túng, ti chớp dương nanh múa vuốt như dao long lao đi, thế mà lại đang thành một lồng giam to lớn kín không kẻ hở, mặc cho ai cũng không chạy thoát. Lý Diệu Hạ quyết tâm muốn được ăn cả ngã về không, hoàn toàn từ bỏ tính toán chạy trối chết, dứt khoát mang theo Lệ Gia Lăng cùng nhau nhảy ra khỏi khe rảnh, nghiến răng kiên trì, đứng ở trước mặt hoàng hậu. Nhìn thấy thiếu niên không đội mũ giáp, ánh mắt Lệ Linh Hải trở nên thâm thúy mà phức tạp. Trên khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết, nghiêng nước nghiêng thành, mặt nạ trong suốt vô hình lần lượt nứt nẻ, lại nháy mắt khép lại, lại nứt nẻ, lại khép vào. Cô chậm rãi hướng Lệ Gia Lăng đưa tay, ở đầu ngón tay tia chớp phun ra nuốt vào bất định không biết là muốn xoa đầu lệ gia lăng hay là trực tiếp lấy đầu hắn lệ gia lăng bị mưa gió đánh cho vẻ mặt xanh mét môi không ngừng run rẩy lại không nói ra được nửa câu gần sóng thần niệm của lý diệu bén nhọn đến cực điểm liên tiếp hướng thiếu niên kêu lên này đừng ngay ra nữa mau quỳ xuống đất gào khóc dậm chân đấm ngực gọi to mẹ đi lệ gia lăng nuốt ngụm lớn nước mưa cùng không khí do dự một lát đáy mắt lại phát ra một mảng hào quang quật cường cắt gao xiết nắm tay cứng cổ như thế nào cũng không gọi ra miệng được cùng phong mưa rào sấm sét rít gào tia chớp thỉnh thoảng cắt qua bầu trời đen sì chiếu rọi mặt đất một mảng trắng xóa ba người trong mưa gió lôi điện lâm vào lặng im quỷ dị đúng như ba hình cắt đen trắng rõ ràng lệ linh hải mặt không biểu cảm nhìn lệ gia lăng hồi lâu rốt cuộc mở miệng u ám nói ngươi so với trong ảnh chụp không gian ba chiều càng thêm giống hắn thật hy vọng ngươi có thể sống sót sống sót thật tốt không tốt khuyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực lý diệu hô lên quái dị hoàng hậu đã sinh ra sát ý cô ta là thật muốn giết chết lệ gia lăng nếu miệng của ngươi hữu dụng thì mau hung hăng nã pháo một chút đi đừng vội ta đây không phải đang nghĩ nên nói như thế nào sao mấu chốt là thân phận của ta thân phận của ta thật sự không có cách nào giải thích nha lý diệu lòng nóng như lửa đốt hoàng hậu cũng không phải là lệ linh phong cái bao cỏ kia có thể âm thầm ẩn những mấy chục năm giấu giếm tai mắt mọi người tình báo cô nắm giữ sẽ chỉ so với lệ linh phong phong phú hơn gấp trăm lần ta một hóa thần lão quái lớn như vậy lại thêm cửu u huyền quốc một bộ cự thần binh mạnh như vậy ở đâu ra tu luyện như thế nào thế lực nào phụ trách duy trì hậu cần căn bản không giải thích được nha ta không thể dùng lừa lộ số của lệ linh phong nói ta là kiểu như võ sĩ bóng tối gia tộc nào đó âm thầm bồi dưỡng hoàng hậu khẳng định đối với toàn bộ gia tộc cùng thế lực của đế quốc đều rõ như lòng bàn tay nhỡ đâu muốn ta tùy tiện tán gẫu chi tiết gia tộc trong nháy mắt lộ ra dấu vết còn có mục tiêu đỉnh cao của ta là thuyết phục hoàng hậu chuyển hóa thành người tu chân mặc dù ta giả mạo người tu tiên thành công mọi người đều là người tu tiên tán gẫu đi tán gẫu lại đều là tu tiên đại đạo còn chuyển hóa cái quỷ cho nên Ta phải thẳng thắn thành khẩn mình là người tu chân Như vậy mới có cơ hội làm đại đạo chi tranh với hoàng hậu Trong âm thầm biến cô ta lại Nhưng ngươi không thể thừa nhận mình là người tu chân Huyết sách tâm ma vội nói Ngươi nói mình là người tu chân Liền ý nghĩa tinh diệu liên bang bại lộ Ngươi cảm thấy lấy diện mạo tinh thần cùng lập trường hiển lộ ra của hoàng hậu bây giờ Thích hợp để cô ta biết liên bang tồn tại sao Có tin hay không Cho dù cô ta không ngay lập tức phát binh diệt tinh diệu liên bang khẳng định cũng sẽ nghĩ ra các loại âm mưu quỷ kế, kéo liên bang lên chiến xa của cô ta, trở thành thẻ đánh bạc của cô ta, dùng để đánh cờ với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí để liên bang cùng tài phiệt, quyền quý đồng quy vô tận. Cô ta ngồi thu lợi ngư ông. Người tu chân cũng không được, người tu tiên cũng không được, vậy ta con mẹ nó rốt cuộc là ai? Lý Diệu vất vả suy nghĩ, bỗng nhiên mắt sáng ngời, bằng không ta giả mạo người tu ma. Huyết sắc tâm ma Ngươi nghiêm túc. Lý Diệu, hình như là có chút rét, nhưng cái này căn bản là một nút thắt không cởi được. Kền kền Lý Diệu ta tung hoành tinh hải hơn trăm năm, cho tới bây giờ chưa từng bị đặt nói dối khó bị như vậy. Lệ Linh Hải tựa như chưa chú ý tới trên mặt Lý Diệu âm tình bất định, toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên người Lệ Gia Lăng, thanh âm dần dần trở nên âm lạnh, nhưng ta biết Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan hai tên tạp chủng kia, thủ đoạn dùng để điều chế ngươi, ngươi đã bị bọn hắn ô nhiễm, biến thành một quái vật rõ đầu rõ đuôi, ta thật sự không thể lưu lại ngươi như vậy. Huống chi? Mười mấy năm qua của cuộc đời, nhất định sống rất đau khổ nhỉ. Tin tưởng ta, thế gian đau khổ vượt qua tử vong gấp trăm lần, có lẽ có một vạn loại, mà ta là một loại cũng không muốn để ngươi nhấm nháp. Lấy thân thể và quá khứ như bây giờ, mặc dù có thể sống sót, cuộc đời của ngươi lại nên tối tâm cùng tuyệt vọng cỡ nào. Ta đi, lại là một con đường không lối về quấn quanh bụi gai và lửa, thật sự không thể mang ngươi đi cùng. Cho nên, để ta giúp ngươi giải thoát đi, nhắm mắt lại, giống như ngủ, không đau chút nào cả, so với ngươi trước kia từng thừa nhận nhiều thực nghiệm không thuộc về con người như vậy, tuyệt đối khác nhau. Lệ Linh Hải giơ cánh tay lên cao, ti chấp một lần nữa lượng lờ cùng ngưng tụ ở đầu ngón tay của cô, hóa thành chân long bí kiếm lửa tím cuồn cuộn. Lệ Gia Lăng không biết là bị dọa ngốc hay không, hay là bị mẹ ruột tuyệt tình làm đau lòng triệt để, thiếu niên mặt xám như tro tàn, răng khảm thật sâu vào môi, thế mà thật sự, chậm rãi nhắm mắt lại. Cơ thịt khóe mắt kịch liệt run rẩy, vô luận hắn khép mí mắt chặt bao nhiêu, vẫn không ngăn được giọt nước long lanh từ khóe mắt chậm rãi thẩm thấu ra. Đợi chút. Mắt thấy một hồi thảm kịch nhân luân sắp trình diễn, Lý Diệu thật sự không có cách nào cả, gầm nhẹ một tiếng, không để ý tất cả che ở trước mặt lệ gia lăng, ngươi không thể giết hắn hả hoàng hậu cũng không nghĩ tới lý diệu người thần bí ù ù cạc cạc toát ra này sẽ vì lệ gia lăng làm tới loại trình độ này cô là vừa mới chém giết một hóa thần lão quái khác diệu ca ngay cả lệ gia lăng cũng mở tròn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn bóng lưng lý diệu giống như tường đồng vách sắt kiên cố đáng tin đương nhiên bức tường đồng vách sắt đó giờ phút này hơi có chút run rẩy điều đó cũng là không thể tránh khỏi người rốt cuộc là loại người nào hoàng hậu cẩn thận quan sát một phen gương mặt lý diệu trên mặt lần đầu hiện ra mê hoặc không chút nào che giấu ta bây giờ còn chưa muốn giết ngươi chờ ta làm rõ bí mật trên người ngươi rồi nói sau lui ra trước cho ta đi nhẹ nhàng vung tay lên dòng điện màu tím như sét đánh giữa trời quang hướng lý diệu hung hăng đánh tới thành bại ở một lần hành động này lão cha ngươi trên trời có linh nhất định phải phù hộ hoa ngôn xảo ngữ của ta có thể có hiệu quả có thể mang lão tình nhân, thiên tính thiện lương, hồn nhiên vô tà của ngươi ngày xưa tìm về. Ngay cả lời ta sắp nói sau đây, cùng sự thật có chênh lệch nho nhỏ, lão nhân gia ngươi cũng nhất định sẽ không trách ta nhỉ, con đây là đang giúp cha đó, truy hồi thanh xuân mất đi đó. Lý Diệu Điên cùng hét lên một tiếng, không né không tránh, lại từ trong những càng khôn trong miệng phun ra một luồng màu đen, ở trước mặt ngưng tụ thành một tấm khiên màu đen hình cung. Rầm, Điện kiếm màu tím bổ vào trên tấm khiên màu đen, lực chấn động đánh Lý Diệu bay ra xa mười mấy hai mươi thước, hai chân cày ra hai khe rãnh thật sâu, non nửa đoạn thân thể đều bị vùi vào trong đá cứng trắng. Nhìn từ mặt ngoài, Lý Diệu đành phải hạ phong. Nhưng ngay tại khoảnh khắc tấm khiên màu đen ngưng tụ ra, lệ linh hải lại như là bị vạn tia chớp đánh trúng, mặt nạ bao phủ ở trên mặt sụp đổ trong nháy mắt, toát ra tình cảm thật cực độ chấn động. Bá tấm khiên màu đen bị tia chớp bổ ra một vết trạng hẹp dài lại như là kim loại trạng thái dịch sền sệt vết thương rất nhanh khép lại thậm chí chậm rãi mất máy ngưng tụ thành một quả cầu màu đen dáng điệu thơ ngây chính là tiểu hắc từ di vật nghĩa phụ lý diệu trong hắc dực kiếm sinh ra đây là đây là gương mặt của cô vốn giống bạch ngọc hoàng mỹ không tì vết giờ phút này lại trắng bệch đến cực điểm ngay cả trên môi cũng không nhìn thấy nửa tia màu máu đầu tiên là rung giọng hỏi sau đó thanh âm trở nên vô cùng thê lương mà bén nhọn, từng đạo linh diễm như rắn độc trích trào trào về phía Lý Diệu, đây là thứ từ nơi nào đạt được, ai đưa cho ngươi? Hay là ngươi trộm cướp nhặt, nói, nói mau. Lý Diệu có thể rõ ràng cảm giác được, tuy uy phong của cô nhìn như so với vừa rồi sắc bén gấp 10, nhưng sát ý lại giống như thủy triều xuống nhanh chóng tiêu tán. Trong lòng thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, biết ván thứ nhất mình đã thành công. Hoàng hậu quả nhiên biết tiểu hắc tồn tại, có lẽ là ở trong mảnh vỡ thế giới thần bí, từng nhìn thấy đồng loại của tiểu hắc. Đây là di vật của cha nuôi ta. Lý Diệu ôm tiểu hắc vào trong lòng, được ăn cả ngã về không, hô lớn, lão cha trước khi mất nắm chặt tay ta, muốn ta mang theo nó đến đế quốc tìm một nữ nhân, tên cô ta, tên là Lệ Linh Hải. Cái gì? Hoàng hậu đế quốc như bị sét đánh, thân hình rung lên, áo giáp vô hình quanh thân nứt nẻ từng mảnh trong phút chốc hiển lộ ra một lệ linh hải khác che giấu cực sâu. Lệ gia lăng càng ta à một tiếng, không dám tin nhìn Lý Diệu. Hoàng hậu thất thần chỉ là một chớp mắt, khi phản ứng lại, sắc ý vừa mới tiêu tán lại lần nữa ngưng tụ, so với lúc trước sắc bén gấp trăm lần, thét to, nói dối, nào có chuyện khéo như vậy. Ngươi rốt cuộc biết những gì, ai phái ngươi tới, có mục đích gì, nói, nói mau. Ngàn vạn ti chớp ngưng tụ thành kiếm quang, hết thảy lướt tới trước mặt lý diệu vang lên xì xì giống như rắn độc phun nọc lý diệu vốn có thể phòng ngự thậm chí triệu hồi cự thần binh bỏ trốn mất dạng nhưng cứ như vậy liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ bỏ dở nửa chừng không phải phong cách của hắn hắn giang hai tay bảo vệ lệ gia lăng phía sau gầm nhẹ ta thừa nhận chuyện này bắt đầu là có chút trùng hợp nhưng về sau phát triển hoàn toàn là hợp lẽ từ đầu tới đuôi duy nhất trùng hợp chính là ta gặp lệ gia lăng nhưng hoàng hậu điện hạ cũng nên biết hắn và cha ruột hắn cha nuôi của ta bộ dạng giống bao nhiêu chứ ta trong giây lát nhìn thấy một thiếu niên giống hệt cha nuôi rơi vào nhà tù còn tiếp nhận các loại điều chế khổ không muốn sống nữa trong lòng tự nhiên tò mò muốn giải cứu hắn và muốn làm rõ tất cả cho nên mới sẽ xảy ra xung đột với bọn vũ anh lan lệ linh phong thậm chí không cẩn thận đánh nổ thiên không chi thành mạng châu sa hoa đi từng bước một đến bây giờ nghĩ cho rõ đi, hoàng hậu điện hạ, không ai sẽ đoán được ngươi tới nơi này, cho dù thực có một cạm bẫy nhằm vào ngươi, cũng không có lý do cần ta phô trương ra sân như vậy nhỉ. Lệ gia lăng nhịn không được nói, diệu. Ca, cái này, là thật sao? Đương nhiên là thật. Lý diệu chính nghĩa nghiêm khắc, người quen thuộc ta đều biết, kền kền lý diệu, ta lấy thành thực đáng tin mà trứ danh, cuộc đời chưa từng nói dối nửa câu. Lệ Linh Hải hít sâu một hơi, vẫn nhịn không được hỗn loạn trận địa, lửa tím sâu trong con mắt trong suốt dần dần tan rã. Ánh mắt hơi tỏ ra mê mang qua lại ở giữa lệ gia lăng cùng Lý Diệu, điện kiếm lửa tím hừng hực thiêu đốt là như thế nào cũng không chém xuống được, cô lẩm bẩm, di, di ngôn của hắn, hắn thế mà chết rồi, hắn sao có thể chết? Cha cha nuôi của ngươi tên là gì? Cha nuôi chưa bao giờ nói cho ta tên của ông. Ông nói, tên của ông sinh mệnh thật sự, đã sớm mất ở một thế giới khác, là hoàn toàn thuộc về một nữ nhân khác, đứng ở trước mặt ta, ông chỉ là một thể xác trống rỗng, cái xác không hồn không có tâm hồn mà thôi." Lý Diệu nói, cho nên, cha nuôi chỉ bảo ta gọi ông lão cha, tới chết cũng chưa nói cho ta biết tên của mình, chỉ bảo ta tới đế quốc tìm Lệ Linh Hải, nói Lệ Linh Hải sẽ nói cho ta biết tất cả. Trong lòng lại không ngừng hướng nghĩa phụ kêu lên quái dị, "Lão cha, ngươi tuyệt đối phải tha thứ con nói dối hết bài này đến bài khác nha nói đi thì phải nói lại." hoa ngôn xảo ngữ đối với nữ hài tử, căn bản không thể tính là nói dối đúng không? Con đây là cố gắng lớn nhất, ngăn cản nhân luân thảm kịch trong nhà cha, giúp cha lưu lại một dòng huyết mạch, có lẽ còn có thể thuận tiện cứu vớt thế giới, ý nghĩa phong phú như vậy, lão nhân gia tuyệt đối phải lý giải cùng ủng hộ nha. Tên của hắn cùng sinh mệnh thật sự, đã sớm mất ở một thế giới khác. Câu này một lần nữa như phi kiếm đánh trúng trái tim lệ linh hải, làm cô toát ra vẻ mặt như khóc như cười, chợt hỉ chợt bi trung giọng nói hắn hắn còn nói cái gì lão cha trước khi mất lâm vào hấp hối thần trí đã có chút không rõ nhưng vẫn lặp đi lặp lại lẩm bẩm lý diệu sụt sịt mũi nói bảo ta vô luận gặp được bao nhiêu gian nan hiểm trở cũng nhất định phải đến đế quốc tìm được lệ linh hải hắn nói lệ linh hải là nữ nhân ôn nhu hiền lương nhất trong ba ngàn đại thiên thế giới nhất định sẽ yêu thương ta quan tâm ta bao dung ta cùng che chở ta giống ông chỉ cần có lệ linh hải ta cái gì cũng không cần sợ. Còn có, ông nói đời này từng có vô số tiếc núi, nhưng toàn bộ tiếc núi cộng vào lại nhân lên gấp trăm lần, cũng không bằng năm đó rời khỏi lệ linh hải. Bây giờ, ông sắp chết rồi, thần hồn không thể xuyên qua cả tinh hải, bay đến bên người lệ linh hải, cho nên ông yêu cầu ta nhất định tìm được lệ linh hải, coi bà như mẹ ruột mà hiếu thuận, bảo ta thi triển một thân bản lĩnh, cho dù tan xương nát thịt, cũng phải ở đế quốc tà ác, thay thế ông bảo hộ lệ linh hải vì lệ linh hải mà chiến cái này vẻ mặt lệ linh hải hoảng hốt lửa tím ở đầu ngón tay vang lên hỗn loạn tanh tách những dòng điện không chịu khống chế nửa hướng bốn phương tám hướng chạy loạn diệu ca hắn cha ruột của ta thật nói như vậy giọng lệ gia lăng mơ hồ mang theo sụt sịt trong lòng lý diệu âm thầm nói một tiếng xin lỗi nhưng cẩn thận suy nghĩ hắn cũng không tính là đang dối người ta hắn quả thực vô số lần nhìn thấy bộ dáng lão cha say khước thở dài thở ngắn, phiền muộn tới cực điểm, trong lòng 89 phần mười là nghĩ như vậy, chỉ là vẫn không nói ra mà thôi. Làm cha nói không nên lời, làm con giúp hắn đâm thủng tầng cửa sổ giấy này, rất nên như thế. Mà nếu lão cha biết hắn và Lệ Linh Hải có một đứa nhỏ, cũng khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, hy vọng người một nhà có thể bình an, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Lập tức gật đầu nói, Đương nhiên, ta từ nhỏ mất đi cha mẹ, là trẻ mồ côi lẻ loi hiu quạng, là lão cha đưa ta từ trong bóng đêm cứu vớt ra, một đường vất vả nuôi dưỡng thành người. Chúng ta giống như cha con ruột thịt huyết mạch tương liên, cho nên, ta nhìn thấy ngươi, giống như là nhìn thấy anh em ruột của mình. Ngươi nói ta làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn ngươi ở chỗ Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong chịu khổ lại thờ ơ chứ. Mặc dù có cha, nhưng chung Quy không có mẹ, đứa nhỏ không mẹ là cây cỏ. Mấy chục năm qua, nguyện vọng lớn nhất trong lòng ta chính là có một người mẹ ruột thật sự có thể hiếu thuận lần này vượt qua thiên sơn vạn thủy xông qua ngàn vạn nguy hiểm tới đế quốc sứ mệnh số một của ta chính là tìm được lệ linh hải coi bà như mẹ ruột để phụng dưỡng gặp được ngươi huynh đệ này xem như ngạc nhiên lẫn vui mừng to lớn nhưng ta như thế nào cũng không ngờ được nữ nhân yêu sâu nhất trong miệng lão cha sẽ là như vậy Lý Diệu nhìn chầm chầm khải giáp hoàng mỹ không tì vết của lệ linh hải cùng chân long tử điện bí kiếm sáng đến chói mắt, thở dài, cười vô cùng bi ai, tiếp tục nói, xem ra, trừ phi lệ linh hải trong miệng lão cha có người khác, chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi, nếu không, hoàng hậu điện hạ thực lực vô cùng cao minh, mưu đồ to lớn. Tuyệt không cần ta tên vô danh tiểu tốt này đến bảo hộ, thậm chí sự tồn tại của chúng ta còn chặn đường hoàng hậu điện hạ. Hoàng hậu điện hạ, ngươi có truyền thừa cao thủ số một nhân loại từ xưa đến nay đế hoàng cho dù cảnh giới kém không có mấy nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi mặc dù toàn lực liều một phen cũng chỉ tạo thành bị thương nặng đối với ngươi vậy lại có ý nghĩa gì đâu ngươi có giả tâm cùng nỗi khổ trong lòng của ngươi chúng ta đều có thể lý giải đến đi cho chúng ta một cái thống khoái ta đến dưới cửu u hoàng tuyền gặp được lão cha nói cho ông ngươi ở nhân gian sống rất khá không cần ông quan tâm cùng ta bảo hộ Âm hồn ông có thể yên tâm, ta cũng coi như báo đáp ân dưỡng dục của lão nhân gia. Động thủ đi, hoàng hậu điện hạ, lệ linh hải. Lý Diệu ngẩng cổ, nhắm mắt lại, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt, vương cổ chờ giết. Sâu trong não vực lại liên tiếp hướng huyết sắc tâm ma kêu lên quá dị, này, ngươi tuyệt đối phải chuẩn bị tốt nha, hoàng hậu thoáng động đầu ngón út một chút, ngươi phải khống chế tàu kiêu long lao ra để ngăn trở công kích của cô ta sau đó chúng ta có xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, biết không? chúng ta là quan hệ lên cùng lên xuống cùng xuống. huyết sắc tâm ma u ám nói. có đôi khi ta luôn nhịn không được nghĩ, dứt khoát để người ta một kiếm chém chết ngươi tiện nhân này cho xong, đồng quy vu tận với ngươi, thật sự. chân long bí kiếm của hoàng hậu từ đầu tới cuối chưa chém xuống. ở sâu trong đôi mắt cô lóe ra gợn sóng trong suốt, không biết nên xưng là sát ý hay là ký ức. Ánh tím ở đáy mắt cùng đuôi tóc của cô dần dần tiêu tán. Đang tiêu tán còn có tia điện lượng lờ, kích động, trích rào ở xung quanh. Sát ý ngập trời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi, thậm chí ngay cả mưa gió lôi điện cũng bị lĩnh vực trở về bình tĩnh của cô ngăn cản, xây dựng ra một mảng tiểu thiên địa gió êm sóng lặng. Phù! Cô thở vào nhẹ nhõm thật dài, một thứ gì đó ở trong trăm năm qua vẫn luôn tích tụ trong lòng được phun hết ra trong ánh mắt nhìn lý diệu và lệ gia lăng càng tăng thêm vài phần sắc thái rắc rối phức tạp rối rắm không rõ nói ra mọi thứ về ngươi bao gồm xuất thân của ngươi tình huống tu luyện làm sao tu luyện đến cảnh giới hóa thần từ chỗ nào đạt được cự thần binh ai giúp ngươi sửa chữa bảo dưỡng lệ linh hải nhìn chằm chằm lý diệu nói từng chữ một ta bây giờ không giết ngươi nhưng chỉ cần để ta nghe ra nửa chữ sơ hở ta cam đoan nhất định dùng thủ đoạn so với lệ linh phong và vũ anh lan càng tàn khốc hơn gấp trăm lần để ra tấn ngươi ra tấn ngươi đủ một ngàn năm thậm chí một vạn năm tin tưởng ta ta nói được thì làm được lý diệu nhịn không được trùng mình một cái gian nan nói ta chưa nói dối lấy đâu ra sơ hở gì lệ linh hải hừ lạnh một tiếng nói vậy được trước nói cho ta biết ngươi tên gì rốt cuộc là người tu tiên hay là thật sự giống trong trực tiếp giết chóc tự xưng như vậy là người tu chân Lý Diệu không chút do dự, ngẩng đầu ưỡn ngực, ta tên Lý Diệu, ở trong tổ chức có cái biệt hiệu, kền kền, là một người tu chân đường đường chính chính. Người tu chân. Lệ Linh Hải tự cười mà không cười, hồ quang nho nhỏ lượn lờ ở giữa ngón tay, vậy không đúng, tổ chức tinh quang loại đám ô hợp này, có năng lực bồi dưỡng ra một cường giả hóa thần, còn trang bị cho hắn một cự thần binh tiên tiến như thế sao? Ngươi đừng nói cho ta, cảnh nội đế quốc trừ tổ chức tinh quang, còn có tổ chức người tu chân phản kháng ra hồn khác, ta mười phần khẳng định, công cô khác, so với tổ chức tinh quang càng thêm không bằng. Hay là nói, ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là đến từ di tích thần bí, mảnh vỡ thế giới, tinh cầu hoang vu vân vân nào đó, dựa vào thượng cổ bí bảo, tùy tùy tiện tiện liền tu luyện đến cảnh giới hóa thần, còn thuận tay nhặt được một bộ cự thần binh. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ giống với lệ linh phong con lợn kia, tin tưởng loại chuyện ma quỷ này. Lý Diệu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn bịa ra loại chuyện ma quỷ này lừa gạt hoàng hậu điện hạ. Vừa rồi đã nói, ta lạc vượt qua thiên sơn vạn thủy tới đế quốc tìm kiếm lệ linh hải, tự nhiên không phải người tu chân đế quốc. Ồ! Ánh mắt lệ linh hải lưu chuyển, như có hứng thú nói, vậy thì thú vị rồi, ta biết. Hắn là tuyệt đối không có khả năng trở về thánh minh, cho nên nói, ngoài đế quốc và thánh minh, còn có một thế lực cường đại có thể nuôi dưỡng ra ngươi cường giả hóa thần trẻ tuổi như vậy còn có được cự thần binh nói quê hương của ngươi ở nơi nào tham số tọa độ bước nhảy là bao nhiêu lý diệu cười khổ nói quê hương của ta tuy cường đại đến mức có thể bồi dưỡng ra hóa thần lão quái còn có thể sửa chữa bảo dưỡng cự thần binh nhưng không có tham số tọa độ bước nhảy hàng lông mày trắng như tuyết của lệ linh hải dựng thẳng lên có ý tứ gì ngươi dám đùa dẫn ta Hoàng hậu điện hạ bất giận, ta nói mỗi một chữ đều là nói thật. Lý Diệu lui về phía sau nửa bước, có chút bối rối xua tay nói, quê hương của ta thực không có tọa độ điểm nhảy cố định, bởi vì chúng ta là kẻ lưu vong tinh hải không có nơi ở cố định, ta là đến từ nước Cộng hòa tinh hải, tàu đông đóm, một người tu chân cuối cùng. Cùng phong sửng sốt, mưa to sửng sốt, lôi đình sửng sốt, hoàng hậu sửng sốt, lệ gia lăng cũng ngây ngẩn cả người. Nước Cộng hòa tinh hải Hoàng hậu nhíu mày, lẩm bẩm. Tàu đông đóm. Lệ gia lăng nhanh chóng chớp mắt, khó có thể tin. Đúng vậy. Lý Diệu gật đầu như lẽ đương nhiên, chớp đôi mắt trong suốt như nước, quay đầu hỏi thiếu niên, ngươi từng nghe nói nước Cộng hòa Tinh Hải và tàu đông đóm chứ? Từng nghe. Thiếu niên nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nghe nói đó là một đám người tu chân rác rưởi nhát gan khiếp nhược, ti tiện vô sĩ, so với dáng và chuột cũng không bằng, một ngàn năm trước đã bị đế quốc đánh cho sụp đổ, tè ra quần, bỏ trốn bất dạng, sau đó ở trong Tinh Hải trốn đông trốn tây, không ngừng sa đọa. Bây giờ không phải biến thành tinh đạo rõ đầu rõ đuôi thì hoàn toàn diệt sạch rồi nhỉ? Lý Diệu, à, tuy ta rất không thích tìm từ của ngươi, nhưng không sai, Diệu ca ngươi đúng là đến từ nước Cộng hòa Tinh Hải, tàu đông đóng kia thế nào, hoàng hậu điện hạ, tàu đông đóng chúng ta bất đắc chí như thế nào nữa? cốt xấu cũng là quốc thổ cuối cùng của nước Cộng hòa Tinh Hải, năm đó thoát đi đế quốc, mang đi nhiều chai lọ gia sản như vậy, cao tầng còn nắm giữ lượng lớn bí mật không muốn ai biết, ví dụ tọa độ vô số di tích cùng bí bảo thời đại Tinh Hải đế quốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thuyền nát còn có ba cân đinh, nước Cộng hòa Tinh Hải có thể nuôi dưỡng ra một cường giả hóa thần, tàu đông đóng có được năng lực sửa chữa cùng bảo dưỡng cự thần binh có sơ hở không? Ngươi cứ việc nghĩ, nghĩ ra một sơ hở, mời chém đầu ta. Lý Diệu đúng lý hợp tình, mỗi một chữ đều mang theo xương cốt. Trong lòng lại vẫn có chút chột dạ. Sự tồn tại của tàu đông đóm, hẳn là bí mật lớn chỉ có một mình hắn biết đến căn cứ nhật ký hàng hải của bản thân tàu đông đóm. Cách ba năm trăm năm, ở mười mấy năm trước, bọn họ mới lại bị quân viễn chinh đế quốc hạm đội Hắc Phong phát hiện. Nhưng hắc giả dạ minh thống soái hạm đội hắc phong vì độc chiếm miếng thịt béo này. Chưa hướng bản thổ đế quốc báo cáo việc này, nếu không bản thổ phái tới viện quân mới, công lao lớn như vậy chẳng phải là sẽ bị người ta đoạt đi. Đợi tới về sau, hạm đội Hắc Phong lọc vào đã kích nặng nề, hầu như toàn quân bị diệt, thống soái Hắc Dạ Minh đã không còn nữa, phó thống soái Địch Phi Văn một lòng muốn giảng hòa với liên bang, mượn dùng lực lượng liên bang đánh về đế quốc đi, tự nhiên lại càng sẽ không mang tình báo cực kỳ quan trọng như vậy truyền tống về bản thổ đế quốc. Cho nên, nói từ trên lý luận, bây giờ bản thổ đế quốc nhiều nhất mơ hồ biết, hạm đội Hắc Phong đã di chuyển đến biên giới lãnh thổ nhân loại thời đại tinh hải đế quốc, gặp được một ít thế giới càng cỗi không có bất cứ giá trị khai phá gì, bên trên còn có mang tộc kiệt não bất tuân ở lại. Người Hắc Phong bất đắc dĩ đang nghe răng trợn mắt gặm miếng xương không có nước béo này. Lại không nên biết liên bang cường đại bao nhiêu, cổ thánh giới và cung luân bí cảnh ẩn chứa bao nhiêu bí bảo, càng sẽ không biết nước Cộng hòa tinh hải, tàu đông đóng tồn tại. Nhưng, điều này từ đầu tới cuối là trên lý luận quỷ biết hoàng hậu còn có nguồn tình báo khác hay không. Nhỡ đâu lộ ra, lấy tính tình nóng nảy của cô ta, ông đùi gọi bà nội cũng vô dụng. Lý Diệu mang công lực hơn trăm năm khổ tu suốt đời đều ngưng tụ đến da mặt cùng trong đôi mắt, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, vẻ mặt và ánh mắt lại bình thản tới cực điểm, trên mặt mỗi một khe rảnh đang xen, quả thực có thể tạo thành hai chữ chân thành. Hoàng hậu cau mày, trầm mặt nhìn hắn rất lâu, ánh mắt như là hai con rắn độc, muốn theo trong mắt hắn tiến vào trong não hắn, cắn nuốt toàn bộ ký ức của hắn, ước chừng nhìn nhau nửa phút, mới nói, tiếp tục nói, nói một chút về ngươi sinh ra cùng trưởng thành ở trên tàu đông đóm. Trong lòng Lý Diệu thở vào một hơi, biết cửa thứ hai lại bị mình xông qua rồi. Ta sinh ra ở tàu vũ trụ rách nát nhất, cấp thấp nhất, trong mấy trăm con tàu vũ trụ tạo thành tàu đông đóm khoang tầng dưới chót của tàu rác. Đáy mắt Lý Diệu tràn ra gợn sóng hồi ức, thanh âm trầm thấp mà u buồn, đó là một mảng thế giới đen tối hoàn cảnh ác liệt, chứng khí mù mịt, sinh tồn gian nan, cá lớn nuốt cá bé, lại được xưng là phần mộ pháp bảo. Bởi vì tàu đông đóm là dân du cư tinh hải, thời điểm gian nan nhất, mấy chục năm cũng không tìm thấy thế giới bỏ hoang cùng di tích chiến trường tinh hải, không đạt được tiếp tế tiếp viện hữu hiệu, cho nên chúng ta tuyệt không thể lãng phí bất cứ mảnh vỡ pháp bảo nhỏ tí tẹo nào, cho dù rác rưởi nhìn như vô dụng nữa, vỡ vụn nữa cũng sẽ bị chồng chất đến trên tàu rác rưởi, ngưng tụ thành những ngọn núi rác, đó là quê nhà của ta. Lệ Gia Lăng nghe đến đó, nhìn không được hỏi, chứng khí mù mịt, cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi không phải tự xưng là người tu chân sao? Lý Diệu môi giật giật, tựa như lão mặt đỏ lên, trả lời không được vấn đề này, lại lấy ánh mắt mơ hồ bất định ném về phía Lệ Linh Hải. Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng nói, người tu chân, người tu tiên, nào có giới hạn gì rõ ràng. Khi tài nguyên đầy đủ, mỗi người đều là người tu chân ra vẻ đạo mạo, chính khí nghiêm nghị, khi tài nguyên không đủ, sắp đói chết hơn phân nửa số người, ha ha, chính nhân quân tử, hiệp nghĩa chi sĩ ngày xưa, cũng tránh không được phải cá lớn nuốt cá bé. Người thắng làm vua trở thành lời lẽ chí lý. Tàu đông đóng trôi giạt ở trong tinh hải gần ngàn năm, tuy đã chạy thoát đế quốc đuổi bắt, nhưng cũng tránh không được hướng tinh vực bên rìa văn minh nhân loại càng ngày càng càng cỗi và hoang vu chạy trốn qua. Không có tiếp tế tiếp viện, Thiếu trao đổi, không gian nhỏ hẹp, tài nguyên thiếu thốn vậy còn có thể còn lại người tu chân cái gì, chỉ sợ đám di dân nước Cộng hòa Tinh Hải, so với đám người tu tiên giả của đế quốc hôm nay cũng không bằng đâu. Lý Diệu có chút xấu hổ vội ho một tiếng, nói, hoàng hậu điện hạ nói có lẽ có chút đạo lý, tóm lại thời thơ ấu của ta chính là vượt qua ở trong phần mộ pháp bảo hoàn cảnh hiểm ác và đánh nhau ngươi chết ta sống. Đoạn từng trải màu đen đó có lẽ cũng có chút tương tự với quá trình lệ gia lăng trưởng thành đi, đây cũng là nguyên nhân ta vừa thấy đứa em trai này đã sinh ra hảo cảm đối với hắn. Diệu ca Lệ gia lăng tuy còn không quá hiểu hàm nghĩa thật sự của phần mộ pháp bảo, nhưng ở trên sách lịch sử cùng các loại sách báo, đối với nước Cộng hòa Tinh Hải, Tàu Đông Đóm vẫn có điều hiểu biết. Rất nhiều chuyên gia của đế quốc đều từng có phỏng đoán đối với kết cục của Tàu Đông Đóm, bọn họ phỏng đoán cũng giống với cách nói của Lệ Linh Hải cho rằng ở dưới sự tuyệt vọng tài nguyên cực độ thiếu thốn, tìm không thấy đường ra, tàu đông đóng khẳng định sẽ sụp đổ, mà cảnh tượng tận thế trước khi sụp đổ. Nhất định so với mỏ quặng nô lệ khắc nghiệt nhất của đế quốc còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Lệ Gia Lăng vừa nghĩ đến lý diệu thế mà lại là sinh ra ở nơi như vậy, lại tăng thêm một tia cảm giác vi diệu đối với hắn. Lý diệu thở dài, tiếp tục nói, tóm lại, không cha không mẹ, không chỗ dựa vào là ta, vốn nên là ở thời thiếu niên, đã chết ở trong phần mộ pháp bảo đen tối tàn khốc nhưng có một ngày ta trong lúc vô tình ở trong phần mộ pháp bảo tìm được một đại thúc vết thương chồng chất từ đó về sau đã thay đổi vận mệnh của ta có lẽ còn có của hắn còn có của các ngươi lệ gia lăng ngừng thở trung giọng nói chính là chính là cha đẻ của ta không sai lý diệu gật đầu lâm vào hồi ức thật lâu trước kia đoạn này lại thật sự là lời thật không có ai biết đại thúc này từ đâu mà đến Đừng gặp phải cái gì, dù sao khi ta phát hiện hắn, hắn đã bị thương rất nặng, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng lộ ra ở bên ngoài. Lý Diệu chú ý tới, ánh mắt Lệ Linh Hải rõ ràng rung lên một chút. Ngay cả hơi thở vẫn luôn đều đều, cũng đã xuất hiện không chấm không một giây hỗn loạn. Với một tuyệt thế cường giả hóa thần đỉnh phong thậm chí cảnh giới cao hơn, đây là sự mất khống chế tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Ở trước khi thiếu niên kinh hô một lần nữa, Lý Diệu tiếp tục nói. Khi đó, ta còn tưởng đại thúc này là ở trên tàu vũ trụ khác phạm vào chuyện gì, hoặc là trêu vào người nào, mới vụng trộm chạy đến trên con tàu rác rưởi này của chúng ta, ở trong mấy trăm con tàu vũ trụ tạo thành tàu đom đóm, đây là chuyện thường có. Ta cũng không biết nghĩ như thế nào, liền ma xui quỷ khiến sinh ra một tia hảo cảm vi diệu đối với đại thúc, có lẽ là ta từ trước tới giờ đều không có một người cha, mà bộ dáng của hắn thoạt nhìn lại rất đáng tin nhỉ. Dù sao, nói tóm lại, ta đã cứu đại thúc, chờ sau khi thương thế của hắn lành, lại vài lần trái lại cứu ta, còn thu nuôi ta làm nghĩa tử của hắn, mang luyện khí thuật hắn của hắn đều truyền thụ cho ta, còn cho ta một thanh phi kiếm cổ quái loan lỗ vết gỉ, về sau phi kiếm nổ tung, bên trong chính là hình cầu màu đen dinh dính, mềm nhũng. Co giảng cực tốt này, ta gọi nó tiểu hắc. Các ngươi, các ngươi. Hoàng hậu nhịn không được đi qua đi lại, có lẽ ngay cả cô cũng không biết mình rốt cuộc muốn hỏi cái gì, sửng sốt hồi lâu mới nói, chỉ hai người các ngươi, sinh sống cùng nhau. Chỉ hai người chúng ta, cha nuôi lão cha của ta cũng không phải một người giỏi nói chuyện, bình thường thì trầm mặc ít lời sửa chữa pháp bảo, đổi lấy thức ăn để nuôi sống chúng ta cùng đổi rượu uống. Ham mê duy nhất, chính là mang mảnh vỡ pháp bảo mài đến mức mỏng như cánh ve, trong suốt lấp lánh, sau đó tạo hình thành những đóa hoa đỏ rất đẹp, như là thủy tinh. Lý Diệu cười cười, nói, nhiều thời điểm, trong túp lều nho nhỏ của chúng ta chất đầy hoa hồng kim loại, ngũ cũng lóa mắt phát hoảng. Ta từng hỏi ông làm nhiều món đồ chơi vô dụng như vậy làm gì, cầm đi lại không đổi được mấy đồng tiền, còn không bằng ghép ra nhiều pháp bảo chiến đấu một chút, ông lại mãi không trả lời ta. Bây giờ ngẫm lại, ta đã hiểu, có lẽ, ông hao phí tâm huyết cả đời, điêu khắc chính vạn 9999 đóa hoa hồng kim loại, còn ở bên trên tỉ mỹ khắc các loại phù văn, làm bọn nó so với hoa hồng thật sự còn mỹ lệ hơn, chính là vì tặng cho một nữ nhân ở bờ đối diện tinh hải nhĩ. Chuyện này là thật. Đương nhiên, số lượng hoa hồng kim loại chưa chắc là 9 vạn 9999 đóa, nhưng nhất định rất nhiều rất nhiều. Bởi vì sau khi lão cha qua đời, Lý Diệu chính là dùng những bông hoa hồng kim loại này bao phủ cho cốt hắn, xếp thành một sườn núi nho nhỏ, cùng nhau mai táng ở chỗ sâu nhất của phần mộ pháp bảo, về sau lại bị núi rác rưởi vô tận hoàn toàn vùi lấp Ruộng bể nương dâu khi lý diệu vượt qua trăm năm ngủ đông trở về liên bang phần mộ pháp bảo của phù qua thành đã hoàn toàn thay đổi nhưng thẳng tới hôm nay có lẽ cho cốt lão cha còn cùng những bông hoa hồng kim loại mỹ lệ rạng rỡ tỏa sáng kia cùng nhau chôn sâu ở lòng đất thiên nguyên tinh nhĩ vẻ mặt lệ linh hải hoảng hốt mặt nạ cùng khải giáp lạnh lùng vô hình quanh thân cũng không ngưng tụ lại được nữa đầu ngón tay cánh tay cùng bả vai của cô đều nhẹ nhàng run rẩy như là đang gắt cao đè nén bụi gai từ sâu trong trái tim chui ra trong thời gian ngắn quấn quanh toàn thân nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha lý diệu hít sâu một hơi khóe mắt bản thân cũng mơ hồ có chút ướt ác. bởi vì trừ tàu đông đóng hoàn cảnh lớn này là hư cấu mọi thứ còn lại phần mộ pháp bảo dãy dụa ánh sáng nhạt trong bóng đêm tình cha con sưởi ấm lẫn nhau giữa hắn cùng lão cha hết thảy đều là thật thật sự không thể thật hơn nữa. Ta cũng không biết lúc trước vì sao sẽ tâm huyết dân trào cứu lão cha, càng không biết lão cha rốt cuộc nghĩ như thế nào, sẽ thu nuôi ta lúc ấy kiệt ngạo bất tuân, táo bạo hiếu chiến, cực đoan tàn nhẫn, khi đó ta đã có ngoại hiệu kền kền, không phải là nhân vật gì được lòng người ta. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói, trừ luyện khí thuật, ông còn dạy ta biết rất nhiều đạo lý làm người, để cho ta nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm biết cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua tuyệt không nên là chân lý duy nhất trong vũ trụ, cũng khiến ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm tình chân thành tha thiết nhất giữa nhân loại. Có lẽ, có rất nhiều lần, ta nhìn thấy ông cố ý để mình uống say khước, dùng mùi rượu đầy người để che giấu nước mắt ở đáy mắt lóe lên, sau đó thật cẩn thận cầm lên một đóa hoa hồng kim loại mình điêu khắc, vùi đầu thật sâu tìm tòi. Giống như thật có thể ngửi được mùi hoa đến từ bờ đối diện tinh hải Khi đó, ông sẽ dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn ta, ánh mắt thậm chí xuyên thấu ta, xuyên thấu phần mộ pháp bảo, xuyên thấu công xiền thời gian và không gian, phóng mãi đến nơi rất xa rất xa. Không biết có phải ta tự mình đa tình hay không, ta mơ hồ có thể cảm giác được, ông rất hy vọng ta là con đẻ của ông, là kết tinh tình yêu của ông cùng, nữ nhân nào đó, sau đó người một nhà chúng ta đều có thể bình an vui vẻ sinh sống cùng nhau, đó là chuyện tốt đẹp nhất toàn vũ trụ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hoàng hậu lẩm bẩm, cảm xúc bỗng bùng nổ như núi lở, ta bảo ngươi câm mồm. Rầm. Mặt đất dưới chân hoàng hậu nứt nẻ từng mảng, vô số tia chớp từ hai chân cô hung hăng đánh xuống lòng đất, lại theo những khe hở to lớn đó phóng lên cao, như vạn thanh phi kiếm, xé rách bầu trời. Cơn lốc cùng sấm sét đều bị hoàng hậu bùng nổ dọa tới mức run rẩy. Ngũ quan lý diệu và lệ gia lăng cũng sắp bị cảm xúc không khống chế được của hoàng hậu thổi dời vị trí. Đừng nói những thứ vô dụng này." Hoàng hậu ôm ngực, nghiến răng nói, "Nói xem tình huống của ngươi về sau, ngươi như thế nào tu luyện đến cảnh giới hóa thần, như thế nào đạt được cự thần binh, hả?" Lý Diệu nói, "Ở dưới sự trợ giúp của lão cha, luyện khí thuật của ta tiến bộ to lớn, mà trên tàu Đông Đóm lưu lạc ngàn năm cái khác không nhiều, nhiều nhất chính là các loại mảnh vỡ pháp bảo cổ xưa vỡ tan tành, ta và lão cha cùng nhau chữa trị lượng lớn pháp bảo cùng ngọc giản." từ trong đó sưu tập được một ít thần thông cùng phương pháp tu luyện. Lấy đây là cơ sở, từng bước một trưởng thành. Tàu đông đóm đã di chuyển đến bên trì văn minh nhân loại mở rộng trong mấy vạn năm lịch sử, đó là một mảng tinh hải tối tăm cằn cội ảm đạm, rất khó dùng thủ đoạn thường quy kiếm được tài nguyên, chỉ có thăm dò mảnh vỡ thế giới cùng thế giới hoang phế ít ỏi có thể đếm được, mới có thể cướp đoạt được một ít cơm thừa canh cặn. Chúng ta có cái tổ chức gọi là bí tinh hội, chính là chuyên môn ra ngoài thăm dò ta đã gia nhập bí tinh hội, mạo hiểm ở trong vô số mảnh vỡ thế giới và thế giới hoang phế, cái gì thượng cổ đại yêu ngũ say hài cốt long giới này, u minh giới đánh tới chi chít vết thương, không có bất cứ tài nguyên gì, chỉ có một chút quỷ tu tà ác ngũ đông này, mọi việc như thế, kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh. Trong lúc đó tự nhiên cũng có các loại kỳ ngộ, lại đạt được không ít truyền thừa, may mắn không chết, liền từng bước một tu luyện đến cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong cùng lúc sức chiến đấu mạnh lên, địa vị ta ở nước Cộng hòa Tinh Hải cũng nước lên thì thuyền lên, ta một đường lên tận mây xanh, làm đến đặc sứ nghị trưởng và đội trưởng vệ đội bí mật nghị trưởng, tiểu đội Hồng Liên, miễn cưỡng coi như là cao thủ số một trên tàu đông đóm, lại là người tâm phúc trước mặt nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải. Như vậy, một bộ cự thần binh duy nhất, cửu U Huyền Quốc thuộc về ta sử dụng, không kỳ quái nhỉ. Ừm. Hoàng hậu đi qua đi lại, trầm ngâm nói, trách không được ngươi tinh thông ẩn nút cùng phá hoại, có thể một hơi đánh tan thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, thì ra là từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, còn từng đảm nhiệm đội trưởng chiến đội bí mật. Nhưng, chuyện xưa của ngươi lại không hợp lý. Ngươi đã là cao thủ số một tàu đom đóm, đặc sứ nghị trưởng kim đội trưởng vệ đội nghị trưởng của nước Cộng hòa Tinh Hải, kẻ khống chế một bộ cự thần binh duy nhất, coi như là quyền cao chức trọng, cho dù ngươi vô tâm với chính trị như thế nào nữa, chỉ am hiểu chiến đấu cùng luyện khí, đều là thân ở vòng xoáy quyền lực. Dẫn một chỗ động toàn thân. Như vậy, chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải, sao có thể cho phép ngươi một siêu nhất lưu cường giả như vậy, mang theo một bộ cự thần binh duy nhất rời khỏi tàu đông đóm, tới đế quốc, thậm chí muốn đầu nhập ta. Cái này chẳng phải là có chút hiềm nghi phản bội. Lý Diệu cười khổ một tiếng, nói, vừa rồi ta đã nói, có lẽ Hoàng hậu Điện Hạ chưa nghe rõ. Ta từng nói, ta là một người tu chân cuối cùng của nước Cộng hòa Tinh Hải, tàu đông đóm, nào còn có cái gì, nghị trưởng, hạm trưởng. Hoàng hậu hơi ngẩn ra, có ý tứ gì, tàu của các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, đến lượt Lý Diệu có chút hoảng hốt, sau khi chần chờ một lát, thế mà thét lớn một tiếng, phun ra một nguồn máu tươi màu đen, vẻ mặt quể oải đi. Diệu ca Lệ Gia Lăng vội bước lên phía trước Diệu hắn, ngươi làm sao vậy? Đạo tâm của hắn đang dao động. Hoàng hậu lạnh lùng nói, ta cảm giác được thần hồn của ngươi phi thường không ổn định, đang ở bên bờ sụp đổ, cách tẩu hỏa nhập ma cũng không xa nữa. Thế nào, trên tàu đông đóm đã xảy ra chuyện rất không tốt, làm đạo tâm của ngươi cũng sắp thất thủ. Lý Diệu nheo mắt, lau đi vết máu khóe miệng, miễn cưỡng nói, đúng, tàu đông đóm đã hủy diệt, nước Cộng hòa Tinh Hải diệt vong rồi, chỉ còn lại có một mình ta chạy trốn tới đế quốc tìm ngươi, nhưng có thể đừng miệt mài theo đuổi chi tiết trong đó hay không? Không được. Hoàng hậu quả quyết nói, cho dù tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng phải thành thành thật thật nói ra, nếu không, ta lập tức giết hai người các ngươi. Ngươi. Máu tươi lệ gia lăng cũng ập tới trên đầu, lần đầu cố lấy dũng khí, hướng mẹ đẻ của mình, hoặc là dùng lời hắn để nói, kẻ cung cấp gen trợn mắt nhìn, đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, rất có khả năng sẽ chết. Vậy lại như thế nào? Hoàng hậu cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi không nên chết sao? Vậy ngươi cứ động thủ đi. Thiếu niên vẫn luôn áp lực đến bây giờ rốt cuộc nhịn không được, hoàn toàn bùng nổ ra, hai tay của hắn đều bắn ra móng vuốt lập loè ánh sáng lạnh, trăng nanh cũng giống hung thú lồi ra. Đối với hoàng hậu như hổ trình mồi, cứ động thủ đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nhất định liều đến cùng với ngươi. Ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi. Hoàng hậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn lệ gia lăng biến dị khóe miệng không ngừng run rẩy nhìn xem lệ linh phong và vũ anh lan hai tên tạp chủng này biến ngươi thành quái vật thế nào ta thực không nên dễ dàng như vậy thả lệ linh phong con heo đó đi tìm chết ta vốn chính là quái vật sinh ra đã là cái quái vật lệ gia lăng thét chói tai nhưng ta cho tới bây giờ không cầu bất luận kẻ nào phải sinh ra ta là phạm sai lầm sáng tạo ta quái vật này quả thực hoàng hậu nheo mắt cho nên bây giờ ta muốn sửa lại sai lầm này đừng như vậy. Lý Diệu thầm kêu không ổn, vội vàng chặt đứt ánh mắt tiếp xúc giữa lệ gia lăng và lệ linh hải, vẻ mặt càng lúc càng rối rắm, càng lúc càng đau khổ. Hoàng hậu thu hồi ánh mắt đâm về phía lệ gia lăng, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc, thản nhiên nói với Lý Diệu, ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, có phải tài nguyên trên tàu đông đóng hoàn toàn hao hết, vì tranh đoạt một chút cơ hội sinh tồn xíu tội nghiệp cuối cùng những kẻ gọi là người tu chân kia đều hoàn toàn xé rách mặt nạ, biến thành giả thú hung tàn nhất, tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận phải không? Cả người Lý Diệu rung lên, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn chầm chầm hoàng hậu. Đừng nhìn ta như vậy, theo lẽ thường, đây là kết cục hợp lý duy nhất, có gì kỳ quái? Hoàng hậu kinh thường nói, vô số chuyên gia đế quốc đã sớm tiến hành suy luận tường tận nhất, suy tính ra nhiều nhất lưu vong tinh hải khoảng 1.000 năm, tàu đông đóng khẳng định sẽ sụp đổ từ bên trong, thời gian vừa vặn tốt, các ngươi những người tu chân giả nhân giả nghĩa này, thật đúng là không ra ngoài dự liệu một chút nào mà. Lý Diệu Á khẩu không trả lời được, mất hồn mất phía một hồi lâu, mới như là bóng cao su xì hơi bẹp xuống, lẩm bẩm, không sai, trải qua ngàn năm lưu lạc, chúng ta vẫn chưa tìm được một chỗ đại thiên thế giới thích hợp sinh tồn, toàn bộ mảnh vỡ thế giới cùng thế giới hoang phế tài nguyên đều bị vắt cạn mà dân cư chúng ta cũng bùng nổ đến hơn 500 triệu. Khoa ngủ đông cùng hệ thống tuần hoàn trên tàu hư hao nghiêm trọng, thức ăn, nước sạch thậm chí không khí đều từ từ thưa thớt, cũng không cách nào cung cấp nuôi dưỡng tận 500 triệu người. Lúc này, nghị trưởng Thôi Linh Phong của chúng ta không sai, hắn và ca ca ngươi cùng tên, lại là một cái trùng hợp hắn đưa ra một cái kế hoạch sống lại, tính dùng tùy virus sinh hóa bùng nổ ngẫu nhiên, giết chết 80% số người, nếu có thể giảm dân cư tới 100 triệu, liền có cơ hội làm hệ thống sinh thái của cả tàu vũ trụ duy trì vận chuyển thật ra cái này cũng không tính là ý tưởng của một mình nghị trưởng thôi linh phong ta về sau mới biết được nghị hội vẫn luôn có phương án khẩn cấp như vậy bao gồm virus sinh hóa trí mạng đều đã cất giữ mấy trăm năm rất bình thường hoàng hậu thản nhiên nói ở trong loại hoàn cảnh phong bế mà tuyệt vọng đó đây chỉ sợ là biện pháp duy nhất để văn minh các ngươi có thể kéo dài tiếp tuy cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm mấy trăm năm mà thôi. Lý Diệu đau khổ nói, nhưng cao tầng chính phủ chúng ta còn có một phe phái khác, do hạm trưởng tàu đông đóm đường chính đông lãnh đạo, bọn họ là người tu chân chủ nghĩa nguyên giáo chỉ, tin tưởng vững chắc vô luận bất cứ tình huống nào, cũng không thể làm sát kẻ vô tội. Ngu không ai bằng. Hoàng hậu lạnh lùng cho ra bốn chữ đánh giá. Lý Diệu trần chờ một phen, nói, hạm trưởng đường chính đông phát hiện kế hoạch của nghị trưởng Thôi Linh Phong, Nhất định phải ngăn cản người sau hai phe phái lớn xảy ra kịch chiến. Chuyện này không biết để lọc tin tức như thế nào, bị mọi người trên tàu đông đóng biết. Mọi người đều đã biết kế hoạch sống lại cùng virus trí mạng tồn tại, cũng biết tài nguyên trên tàu đã thiếu thốn đến bên bờ sụp đổ. Hầu như trong vòng một ngày, tận thế buông xuống, tàu đông đóng hóa thành núi thay biển máu, tu la địa ngục. Nói tới đây, Lý Diệu đã ngẹn ngào không nói tiếp được nữa, như là sắp nôn mửa bịt kín miệng nhưng mà từ trong kẻ ngón tay thẩm thấu ra, chỉ có máu tươi dinh dính. Hoàng hậu mặt không biểu cảm nhìn hắn, tiếp tục hỏi, ngươi lựa chọn ai, nghị trưởng hay là hạm trưởng, giết chết 80% cứu vớt 20%, hay là mọi người cùng chết? Ta, ta không biết, ta bên nào cũng không chọn. Lý Diệu cười vô cùng thê thảm, điên rồi, bọn họ đều điên rồi, toàn bộ người tu chân trên tàu đều như là đồ điên cùng giả thú công kích lẫn nhau, tàu đông đóng vốn chính là tàu vũ trụ rách nát lưu lạc ngàn năm, ở bên trong bùng nổ chiến tranh hậu quả là mang tính tai nạn. Một rồi lại một con tàu vũ trụ bị đánh nổ từ bên trong, vật tư quý giá vốn đã ít ỏi không có mấy đều hủy diệt trong biển lửa, hoặc là cùng thi thể người tu chân bị hút vào sâu trong tinh hải lạnh như băng, làm hoàn cảnh vị trí của người sống sót càng thêm họa vô đơn chí không thể không vì tài nguyên càng ngày càng ít tiếp tục tự giết lẫn nhau, thẳng đến khi mọi người đều hóa thành mảnh thi thể cùng huyết tương thịt nát mới thôi ta tuy tự xưng là cao thủ số một tàu đom đóm lại có một bộ cự thần binh đạn dược đầy đủ sửa chữa đổi mới hoàn toàn làm hậu thuẫn lại như thế nào mặc dù ta có thể trấn áp toàn bộ cao tầng bao gồm hạm trưởng và nghị trưởng ở trong ta có thể biến ra không khí nguồn nước cùng thức ăn sao ta có thể khiến người chết sống lại sao ta có thể mang cho những người lưu lạc ngàn năm kia hy vọng mới sao ta không làm được đừng nói ta lúc ấy chỉ có cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong cho dù là cấp hóa thần bây giờ cũng không làm được nhìn thấy chiến hữu và đồng bào ngày xưa đánh nhau to những người tu chân biểu hiện xấu xí không chịu nổi thậm chí so với người tu tiên trong truyền thuyết càng thêm không chịu nổi mà ta lại bó tay không có cách nào đạo tâm của ta xuất hiện khe hở thậm chí bắt đầu hoài nghi tín ngưỡng của người tu chân thần hồn hỗn loạn nghiêm trọng suýt nửa tẩu hỏa nhập ma ngay tại lúc ta đau khổ chống đỡ tâm ma, củng cố thần hồn, tàu đông đóng hoàn toàn hủy diệt, ngay cả lão cha cũng không thể may mắn thoát được. Ông ở thời khắc cuối cùng nói cho ta tất cả, còn có một con tàu vũ trụ loại nhỏ bí mật sửa tạo ra, ông bảo ta đừng bởi vì bi kịch của tàu đông đóng mà từ bỏ tín ngưỡng người tu chân, để ta tới đế quốc chân nhân loại nhìn xem thế giới người tu tiên là vận chuyển như thế nào, tin tưởng ta ở sau khi cẩn thận tự hỏi. Vẫn sẽ không thay đổi ý nghĩ ban đầu, sẽ kiên trì lấy thân phận một người tu chân, tiếp tục sinh sống cùng chiến đấu. Quan trọng nhất, ông bảo ta tìm được ngươi. Có lẽ, lão cha tin tưởng ngươi có thể cứu vớt đạo tâm bên bờ sụp đổ, không biết người tu chân và người tu tiên nên phân chia như thế nào, mà ta cũng có thể cứu vớt ngươi. Trò cười. Hoàng hậu như là bị gai độc đốt một phát, ta có cái gì cần cứu vớt? Cái đó ta cũng không biết. Lý Diệu buông tay nói, ta đoán chỉ là ta đoán, từ lão cha ngày thường thâm tình, cùng lúc say khước nói đôi câu vài lời đến xem, lệ linh hải trong trí nhớ của ông, cũng không phải một người tu tiên tâm địa độc ác, lãnh khốc vô tình thậm chí mất sạch nhân tính, mà nên là một nữ nhân hồn nhiên thiện lương, tỏa ra hào quang nhân tính. Thậm chí là một người vợ tốt và người mẹ tốt. Có lẽ, ông cảm thấy đế quốc chân nhân loại tối tâm lạnh lẽo, sớm hay muộn sẽ khiến người hoàn toàn thay đổi, nhưng ông tin tưởng vững chắc ngươi ở sâu trong nội tâm nhất định ẩn chứa thứ nào đó vĩnh viễn không thay đổi, mà ta xuất hiện, sẽ giúp ngươi mang thứ đó kích phát ra, cho ngươi. Tìm về ý tưởng ban đầu đi. Câm mồm. Hoàng hậu một lần nữa khàn cả giọng, loại khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm lúc ban đầu đã sớm ném lên chính tầng mây, thậm chí có chút hương vị hỗn hển, ta là người như thế nào, không tới lượt ngươi tới đánh giá, càng không cần ngươi tới cứu vớt. Cũng đã nói chỉ là ta đoán mà. Lý Diệu nói, có lẽ lão cha chỉ hy vọng ta dùng sức chiến đấu siêu quần cùng cự thần binh cường đại giúp ngươi một tay, chỉ đơn giản như vậy. Từng Hoàng hậu hiển nhiên đã động lòng. Vô luận như thế nào, một hóa thần lão quái thêm một bộ cự thần binh, cái này không phải món quà tùy tùy tiện tiện có thể từ trên trời rơi xuống. Lý Diệu khác với Lệ Linh Phong, Lệ Linh Phong có bối cảnh thế lực, giả tâm cùng quan hệ rắc rối phức tạp của mình, mặc dù thật sự hợp tác với nhau, cũng gặp phải rất nhiều phiền toái, tránh không được cần ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau thậm chí cản trở nhau. Cho nên, Lệ Linh Hải tình nguyện xử lý anh ruột của mình, hoàn toàn giải quyết phiền toái này, cũng không muốn hợp tác với gã. Lý Diệu lại khác. Đây là một hóa thần không có bối cảnh, không có chỗ dựa hơn nữa trên lý luận đối với cô có thể có đủ độ trung thành. Chỉ cần có một tia khả năng, không ai sẽ hy vọng một hóa thần lão quái, là kẻ địch mà không phải minh hữu của mình. Tiếp tục nói. Hoàng hậu khổ sở suy nghĩ hồi lâu, cũng tìm không ra lỗ hổng trong đoạn lời này của Lý Diệu. Cảnh tượng Lý Diệu miêu tả, cùng bất cứ tình báo nào đã biết cũng không mâu thuẫn, hơn nữa rất phù hợp suy luận kinh điển chuyên gia đế quốc từng làm ra. Cho nên cô trầm ngâm một lát, vẫn nói, nói xem chuyện ngươi ở vũ anh giới, vì sao phải mạo hiểm hủy diệt thiên không chi thành? mạng châu sa hoa vũ anh giới là trạm thứ nhất ta nhảy đến đế quốc chân nhân loại lý diệu nói nhanh lý do lựa chọn nơi này rất đơn giản cụm sao bọ cạp độc triều tịch phun trào giàu quy luật là đuối vũ trụ thiên nhiên siêu khổng lồ có thể tăng lên thật to tính chuẩn xác bước nhảy của ta dù sao hệ thống dẫn đường tàu vũ trụ siêu mini kia của ta không bền chắc thế nào cả sau khi nhảy đến cụm sao bọ cạp độc vũ anh giới nhìn thấy nghiệp thổ vũ anh giới nhiều người thường đau khổ giải dụ như vậy ta tự nhiên lòng đầy căm phẫn, muốn rút đao giúp đỡ. Vốn, ta cũng không muốn trường hợp biến thành lớn như vậy, chỉ là tính lẻn vào thiên không chi thành, mạng châu sa hoa đánh cắp một ít tình báo rồi chậm rãi tính toán, nhưng lệ gia lăng xuất hiện, đã quấy rầy toàn bộ kế hoạch của ta. Một mặt, ta vì chế tạo trường hợp lớn thanh thế kinh người, hấp dẫn mọi người chú ý, thuận tiện hắn chạy trốn, một mặt khác đương nhiên cũng là thật tâm thực lòng muốn cứu vớt người thường vũ anh giới, hoặc là, còn có một chút tư tâm, là sau khi trải qua tàu đông đóng hủy diệt, đạo tâm của ta bên bờ sụp đổ. Muốn mượn một hồi chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ, để một lần nữa củng cố đạo tâm, kiên định tín niệm người tu chân. Nguyên nhân ba phương diện cộng lại một chỗ, còn có trận chiến đấu kia, mọi thứ về sau xảy ra, ngươi hẳn là đều đã biết, dù sao lúc ấy ngươi ngủ đông ở bên cạnh. Chân tướng cả sự kiện chính là như thế, tin hay không tùy ngươi, giết hay không cũng do ngươi. Lý Diệu nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, trận tròn mắt, như là một pho tượng đang anh dũng hy sinh. Lệ Linh Hải trầm mặt rất lâu, trên mặt vẫn như cũ chưa có một tia biểu cảm. Chỉ có cơn bão mây xét trên bầu trời kịch liệt biến ảo, mới ít nhiều tiết lộ ra một tia thiên nhân giao chiến trong lòng cô. Đến cuối cùng, hoàng hậu thở vào thật dài, lạnh lùng nói, nếu ta không thể giết ngươi, ngươi có tính toán gì không? Lý Diệu mắt sáng ngời, nụ cười nở rộ, vậy ta đương nhiên là vâng theo di ngôn của lão cha, đi theo ở bên người hoàng hậu điện hạ, bảo hộ ngươi cũng được ngươi bảo hộ, cứu vớt ngươi cũng được ngươi cứu vớt. Câm mồm, ta nói rồi, ta đã không cần ngươi bảo hộ, càng không cần ngươi cứu vớt. Hoàng hậu tựa như đối với năng lực thuận cột bò lên trên của Lý Diệu không thể nhịn được nữa, trên mặt nháy mắt quấn đầy sát ý, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu chốc lát, bỗng lại nghĩ đến cái gì, miễn cưỡng khắc chế xúc động, nói, đúng rồi, hắn, có thứ gì muốn ngươi mang cho ta hay không? lý diệu chớp mắt một cái, gật đầu nói có là một cái hoặc là nói nửa cây cung kim loại rất cổ quái, nhìn như là pháp bảo nào đó kiểu như chìa khóa. hào quang ở đáy mắt hoàng hậu chợt lóe rồi biến mất, vội nói lấy ra. lý diệu lại lắc lắc đầu không. hả? sắc ý của hoàng hậu hóa thành đao gió mắt thường có thể thấy được, mượn mái tóc trắng cuồng loạn bay múa đầy đầu của cô mà phóng ra. Ngươi nói cái gì? Ta từng đáp ứng lão cha sẽ mang di vật của ông giao cho Lệ Linh Hải thật sự. Nói tới đây, Lý Diệu ngược lại bình tâm tĩnh khí, nói, nhưng ta hôm nay nhìn thấy hành vi của Hoàng hậu điện hạ, thật sự cùng Lệ Linh Hải kia trong miệng lão cha như hai người khác nhau, chênh lệch khá xa, ta tuyệt đối sẽ không mang thứ quý giá nhất của lão cha tùy tiện giao cho một Lệ Linh Hải như vậy. Cho dù ta mất đi quê hương, đồng bào và người thân, bất đắc chí đến mức hoàn toàn không có gì cả, cùng đường tuyệt cảnh, cho dù tín ngưỡng của ta lung lay sắp đổ, đạo tâm cũng bên bờ sụp đổ, mê mang đến cực điểm, nhưng ta từ đầu tới cuối. Đều vẫn có một chút xíu tôn nghiêm thân là cường giả hóa thần. Hoàng hậu điện hạ cảnh giới cao hơn ta, thần thông mạnh hơn ta, có lẽ trong những càng không còn có pháp bảo cường đại ùng ùng không hết, thực động sát ý, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mời ngươi nhất định phải tin tưởng, cho dù ta tránh không được phải bị ngươi giết chết, ở trước đó hủy diệt những càng khôn, cho ngươi vĩnh viễn cũng không tìm thấy nữa cái chìa khóa kia, vẫn là có thể. Ngươi uy hiếp ta. Mái tóc bạc của Lệ Linh Hải dựng thẳng lên từng sợi, dung mạo nháy mắt sắc bén đến cực điểm, từng chữ một, chém binh chặt sắc nói, hoàng hậu đế quốc chân nhân loại, tuyệt không tiếp nhận bất cứ sự uy hiếp nào. Không phải uy hiếp, chỉ là kể ra sự thật mà thôi. Lý Diệu cứng rắn chống đỡ nói, Ngươi muốn đạt được nửa cái chìa khóa này, chỉ có hai biện pháp, bằng không chính là bị ta thuyết phục, một lần nữa biến thành nữ nhân kia lão cha từng yêu, thậm chí là một. Người tu chân, hoặc là, chính là ngươi thuyết phục ta, để ta khăng khăng một mực tín ngưỡng tu tiên đại đạo, biến thành một người tu tiên đáng tin, thuần túy, chân chính. Khuôn mặt hoàng hậu đầy sự hung ác nham hiểm, hung hăng nhìn chầm chầm Lý Diệu. Lý Diệu không nhường mảy may, cũng vận đủ toàn bộ linh năng, đáp lễ hoàng hậu ngay cả lệ gia lăng cũng tránh ở phía sau lý diệu lướt qua bả vai lý diệu hướng hoàng hậu trừng lớn mắt muốn lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu tách tách ánh mắt ba người đang xen va chạm ra tia lửa chói mắt mỗi một tia lửa đều như là bom tinh thạch hung hăng phát nổ thiêu đốt ra một mảng biển lửa giữa ba người giao phong giữa ánh mắt thậm chí bao phủ gió giật mưa rào cùng điện chớp sấm trên bên ngoài bỗng nhiên chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra hoàng hậu thét lớn một tiếng, thế mà miệng phun máu tươi, bại trận. Vừa rồi còn khí tràn cả vú lấp miệng em, sát ý ngập trời, giống như là đập chứa nước sụp đổ, bóng xì hơi, quể oải đến cực điểm. Cô thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không vững, lão đảo một cái, suýt nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Làm cái quỷ gì? Lý Diệu thầm nhủ mình vừa mới tu luyện đến đầu lưỡi cùng da mặt, còn chưa tu luyện đôi mắt nha, ánh mắt hắn không lợi hại như vậy chứ. Cẩn thận một chút. Huyết sắc tâm ma không bỏ lỡ thời cơ nhắc nhở, cô ta giống như sắp dở trò gì. Ngươi. Lý Diệu Trần chờ nói với hoàng hậu, bị thương rồi. Nói nhảm. Hoàng hậu cười có chút thê lương, không biết đang châm biếm Lý Diệu hay là châm biếm mình, nếu không ngươi cho rằng ta vì sao sẽ có kiên nhẫn nghe ngươi nói lời thừa hết bài này đến bài khác. Lệ Linh Phong bao cỏ như thế nào nữa cũng là cường giả hóa thần ngươi cảm thấy ta thi triển long ngự cực loại thần thông chuyên thuộc về đế hoàng bá liệt vô cùng này giết hắn không cần trả giá cái gì sao vì giết lệ linh phong ta hầu như đã vắt cạn mỗi một dọc năng lượng sinh mệnh vận chuyển long ngự cực tới cực hạn nguyên thần của mình hoàn toàn ngưng tụ thành một cây chân long bí kiếm cùng lúc hoàn toàn hủy diệt hắn cũng tạo thành tổn thương nặng đối với mình sau đó chẳng qua phô trương thanh thế mà thôi Ta vốn tưởng ngươi nhìn thấy ta một kiếm chém giết cường giả hóa thần so với ngươi cấp độ còn cao hơn, sẽ sợ tới mức lập tức bỏ trốn mất dạng, vậy ta liền có đủ thời gian để điều tức cùng khôi phục, lại tính toán rốt cuộc là tiếp tục đuổi giết ngươi, hay là dẹp đường về phủ. Không ngờ ngươi còn có thân phận bí ẩn như vậy, thế mà chưa chạy trối chết, chúng ta đối thoại lâu như vậy, thương thế của ta không đè nén được nữa, tự nhiên phát tác. Là như thế. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã nói mà, Lệ Linh Phong không chịu nổi như thế nào nữa cũng là cường giả hóa thần kỳ trung cao dai, nếu như bị hoàng hậu nhẹ nhàng bân quơ một kiếm đâm chết, cũng quá mất mặt hóa thần lão quái. Hoàng hậu vì vận chuyển thần thông bá đạo Long Ngự Cực vạn năm trước chuyên thuộc về đế hoàng, hầu như vắt cạn sinh mệnh cùng thần hồn của mình vậy mới hợp lý. Cẩn thận cô ta đang nói dối. Huyết sách tâm ma một lần nữa nhắc nhở, cô ta rất có thể là không phân biệt được thật giả đoạn lời đó vừa rồi của ngươi, Cố ý yếu thế dụ dỗ ngươi ra tay, nếu ngươi thừa dịp cô ta suy yếu không chịu nổi ra tay, liền chứng minh vừa rồi hoa ngôn xảo ngữ hết thảy là giả. Sau đó cô ta ở trong vòng 0.1 giây có thể thi triển 3 năm lần biến thân cho ngươi xem, ngươi tin hay không? Lý Diệu trầm ngâm nói, quả thực có khả năng, nhưng khả năng cô ta thật sự bị thương cũng rất lớn, ta không tin cô ta có thể mạnh đến mức không hề trả giá xử lý một hóa thần lão quái ánh mắt hoàng hậu bơi qua bơi lại ở giữa lý diệu cùng lệ gia lăng một bộ dáng ảo thuật bị chọc thủng mặc cho xử trí chẳng qua đoạn lời đó của lý diệu vừa rồi tuy là nửa thực nửa giả nhưng hắn thật là thiệt tình thực lòng muốn tiếp xúc thậm chí hợp tác với lệ linh hải hơn nữa bây giờ cục diện cho dù xử lý lệ linh hải lại như thế nào sự thống trị của người tu tiên không có khả năng xong đời từ đây nhưng lý diệu và lệ gia lăng nhắm chừng đều phải chết ở đây lý diệu thở dài hướng hoàng hậu đưa tay. Hoàng hậu nhìn chầm chầm tay hắn thật lâu, nhớ mày nói, đây là ý tứ gì? À, ý tứ là nếu hoàng hậu điện hạ quá mức suy yếu, đứng không vững, ta có thể đỡ ngươi một cái. Lý Diệu thiệt tình thực lòng nói, ta đã nói, ta là đến giúp ngươi. Hoàng hậu chậm rãi lau đi vết máu khóe miệng, nheo mắt, nhìn chầm chầm Lý Diệu thật lâu, ánh mắt âm lãnh hầu như muốn xuyên thủng hết thảy mỗi một lỗ chân lông trên mặt hắn. Sau đó, cô là thật sự thả lỏng, sát ý quanh thân hoàn toàn thu liễm, không tiết ra một giọt nào. Ngươi từng làm đặc sứ nghị trưởng chính phủ lưu vong nước Cộng hòa Tinh Hải. Đôi mắt gần như trong suốt của Hoàng hậu bắt đầu chuyển động, tựa như đang tính toán giá trị của Lý Diệu, đối với cao tầng đấu tranh, lục đục với nhau, âm mưu quỷ kế một bộ này, nhất định rõ như lòng bàn tay. Cái đó thì không phải, ta người này trời sinh là thẳng như ruột ngựa, âm mưu quỷ kế là gà mờ nhất. Lý Diệu có chút xấu hổ nói, nhưng ta cùng mấy đời nghị trưởng trước sau quả thật là rất quen thuộc, còn có trao đổi phi thường xâm nhập với một vị nghị trưởng trong đó. Hả? Hoàng hậu tự nhiên không biết cái gọi là trao đổi phi thường xâm nhập của Lý Diệu là có ý tứ gì, tiếp tục trầm ngâm nói, ngươi còn là đội trưởng, tiểu đội Hồng Liên, vệ đội bí mật của nghị trưởng, sắp xỉ là thân vệ đội trưởng, chức vụ kiểu như thủ lĩnh cận vệ thêm bộ đội đặc chủng. Cho ngươi một đám tuyệt thế hung nhân thân thủ bất phàm đều mang tuyệt kỹ nhưng kiệt ngạo bất tuân, ngươi có năng lực lãnh đạo bọn họ, đi chấp hành nhiệm vụ tương tự, phá hủy thiên không chi thành, mạng châu xa hoa, hay không? Có thể là có thể. Lý Diệu nói, nhưng ta vẫn càng thích một mình một ngựa chấp hành nhiệm vụ tương tự, bởi vì ở Tàu Đông đóng loại địa phương nhỏ đó, rất ít có thể tìm được cường giả đủ tư cách theo ta cùng nhau hành động, đại bộ phận đội viên, sẽ chỉ làm gánh nặng của ta. Sau đó, ngươi còn là một luyện khí sư tương đối không tồi. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có thể tự mình sửa chữa cùng bảo dưỡng cự thần binh. Sai. Lý Diệu lắc lắc đầu nói, ta không phải luyện khí sư tương đối không tồi, mà là luyện khí sư tiêu chuẩn nhất đại tông sư, am hiểu nhất sửa chữa, thăng cấp cùng cường hóa cải tạo tinh khải cùng cự thần binh vân vân pháp bảo từng binh sĩ, đối với một ít phù lục, trận pháp cùng luyện khí sư thời đại cổ tu, cũng có vài phần trình độ. Hoàng hậu nhìn chằm chằm hắn. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, ta cũng rất muốn khiêm tốn nho nhỏ một chút, nhưng ngươi muốn ta ăn ngay nói thật, ta đây thật là nhất đại tông sư, ta có cách nào? Ta cũng rất buồn rầu mà. Được, hy vọng ngươi không nói sai, bởi vì vô luận là sức chiến đấu hay là luyện khí thuật, đều là chuyện rất nhanh có thể nghiệm chứng. Hoàng hậu đi qua đi lại, do dự rất lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, nghe rõ đây, ta cũng không đặc biệt để ý lập trường cùng tư tưởng của ngươi, dù sao thế lực người tu chân xây dựng chế độ ở tinh hải trung ương đã sớm không còn tồn tại, một mình ngươi cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì, giữ ngươi ở bên người cũng không có gì to tác cả. Tin tưởng ta, không cần bao lâu ngươi sẽ tiếp nhận tu tiên đại đạo chân chính, biến thành một người tu tiên. Nhưng ta quả thực rất để ý, một người rốt cuộc là thông minh hay ngu xuẩn. Ta giết lệ Linh Phong, không phải bởi vì giả tâm của hắn, cũng không phải bởi vì sự tàn nhẫn của hắn, lại càng không vì mối hận cũ trăm năm trước, chỉ bởi vì hắn là kẻ ngu xuẩn, sẽ mang đến phiền toái vô cùng vô tận cho ta, như thế mà thôi. Ta hy vọng ngươi đủ thông minh, ngươi càng thông minh, chúng ta ở chung sẽ càng vui vẻ, hiểu chưa? Trong lòng Lý Diệu mừng rỡ, dùng sức gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, nhưng ta sẽ không giúp ngươi làm những việc đốt giết đánh cướp, làm sằng làm bậy, nhỡ đâu bị ta nhìn thấy ngươi đang làm loại chuyện này, ta cũng nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Hoàng hậu nhíu mày thật sâu, từ trong hàm răng ép ra thanh âm lạnh như băng, đốt giết đánh cướp, làm sằng làm bậy. Ngươi cho rằng ta là ai, là cường đạo bà trong sân trại nào sao, ta là đường đường hoàng hậu đế quốc chân nhân loại. Lý Diệu nói, à, ý tứ của ta là, hoạt động kiểu như phòng thí nghiệm nghiệt thổ, trực tiếp giết chóc, đạo tâm của ta quyết không cho phép ta ở trước mặt loại thảm kịch này thờ ơ, cho nên, ta sẽ tuyệt đối không giúp ngươi ức hiếp người thường. ức hiếp người vượng Hoàng hậu cười cười, ngươi thật là ngốc đến đáng yêu, nhưng cũng đúng, dù sao ngươi vừa mới tới Đế quốc, đối với mọi thứ xảy ra trong ngàn năm quá khứ ở Đế quốc cũng hoàn toàn không biết gì cả. Không sao, chờ trở lại Hạm đội Biển sâu, ta tự nhiên sẽ hướng ngươi giải thích rõ tất cả. Bây giờ ngươi chỉ cần biết, mục tiêu của ta từ trước tới giờ đều không phải người vượng, mà là những người tu tiên cấp cao 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 tại thượng, những môn phái tiền quý cùng cường giả lão bất tử là được nói từ trên một điểm này mục tiêu ngắn hạn của chúng ta thậm chí là nhất trí giống như ta xử lý lệ linh phong cũng không trái đạo tâm của ngươi nhỉ nói cho ta biết nếu mục tiêu cao nhất của ta là tiêu diệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng gia tộc tông phái thế lực người tu tiên thâm căn cố đế khác vì đạt được mục đích ta thậm chí có thể thoáng thả lỏng quản lý khống chế đối với người vượng cho người vượng nhiều quyền lợi hơn thậm chí võ trang lượng lớn người vượng đảm đương quân đội của ta ngươi có thể giúp ta một tay không? Lúc này, đến lượt Lý Diệu nhìn chầm chầm lệ linh hải thật sâu, muốn từ trên mặt hoàng hậu nhìn ra sơ hở nhỏ tí tẹo. Nhưng trên dung nhan không già như băng sơn tuyết nữ của hoàng hậu lại đeo lên tầng khải giáp chắc chắn vô hình kia, làm Lý Diệu không thể thăm dò được một chút nội tâm nào của cô. Thả lỏng quản lý khống chế đối với người vượng, cho bọn họ nhiều quyền lợi hơn, còn có thể võ trang lượng lớn bọn họ. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lại có chút không dám tin, thật. Hoàng hậu cười, có phải thật hay không, tiếp tục xem chẳng phải sẽ biết, ta tin tưởng một cường giả hóa thần từng làm đặc sứ nghị trưởng, hẳn là có phán đoán của mình. Tốt. Lý Diệu gật đầu, sảng khoái nói, nếu hành vi của ngươi chỉ có thể có lợi đối với người thường của đế quốc, thân là người tu chân, ta đương nhiên sẽ tận hết sức lực giúp ngươi. Vậy đi thôi, chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Hoàng hậu nói một cường giả hóa thần, giống như cái dùi trong túi da, che giấu như thế nào cũng không giấu được mũi nhọn, cho nên ngươi cũng không cần phí tâm đi nghĩ thân phận giả gì cả. Hạm đội biển sâu là tư binh bí mật một tay ta xây dựng, bây giờ còn không bao nhiêu người biết bọn họ tồn tại, mỗi người trong đó đều trung thành và tận tâm đối với ta. Ta sẽ nói với bọn họ, ngươi là siêu nhất lưu cường giả ta bí mật bồi dưỡng ra, tồn tại tương tự, quỷ võ giả, thích khách bóng tối, chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí ẩn ngay cả hạm đội biển sâu cũng không thể chấp hành ví dụ lần này vì chấp hành nhiệm vụ chém giết lệ linh phong đã ẩn nút rất nhiều năm bây giờ lệ linh phong đã chết ngươi cũng có thể trồi lên mặt nước hợp lý tiến vào hạm đội biển sâu ở lại bên cạnh ta ngươi từng làm đặc sứ nghị trưởng tạm thời trước tính là cận vệ của ta đi chờ chúng ta trở lại đế đô thấy rõ tình thế biến hóa lại tranh thủ cho ngươi một vị trí quan trọng hơn trung tâm hơn có vấn đề không lý diệu suy nghĩ rất lâu không có vấn đề không có vấn đề hắn làm sao bây giờ lý diệu xoay bả vai cứng ngắc của thiếu niên đẩy hắn lên phía trước lệ gia lăng nghiến răng nghiến lợi hầu như muốn xé rách hốc mắt hung hăng trừng mắt nhìn lệ linh hải hắn hoàng hậu đánh giá cao thấp lệ gia lăng một phen lạnh lùng nói thiếu chút nữa quên còn có cái phiền toái như vậy mau gọi mẹ đi lý diệu nhỏ giọng nói sắc ý của bà ta đã tiêu sẽ không giết ngươi ta là quái vật sinh ra ở trong phòng thí nghiệm cơ bắp cả người lệ gia lăng căng lên cứng ngách như một pho tượng nghiến chặt răng ép ra từng chữ một ta không có mẹ không sai hoàng hậu thế mà lại không tức giận thản nhiên nói ngươi biết thì tốt lời còn chưa dứt hoàng hậu đột nhiên ra tay đó là một loại cảm giác vô cùng quỷ dị hoàng hậu rõ ràng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Lý Diệu lại rõ ràng cảm ứng được lực tràn nào đó do tinh huyết, nguyên thần và hồn phách của cô tạo thành, từ trong cơ thể phá xác mà ra, mang điện chớp sấm rền xung quanh hấp dẫn hết lại, ngàn vạn lùng hồ quang ngưng tụ thành hình người cổ quái. Quái nhân hồ quang này rít lên lao về phía lệ gia lăng. Lý Diệu cả kinh biến sắc, phản ứng theo bản năng, linh diễm từ giữa ngón tay tuôn ra, ngưng tụ thành cự linh thần trưởng rập trời rập đất, hướng hồ quang quái nhân chọc tới. Ầm, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV và hoàng hậu cứng rắn đấu một chưởng. Lại như là hai tiểu thế giới xảy ra va chạm, tinh khí thần của hai người hung hăng dây dưa với nhau. Lĩnh vực của cường giả hóa thần đều có khí chất thậm chí tính cách độc đáo. Giống lĩnh vực của Lý Diệu, liền có được tự do, bất khuất, phản kháng, nhiệt huyết các loại khí chất, như những người thường bị lăng nhục cùng bị hao tổn làm hại, tàn hồn từ sâu trong cửu u hoàng tuyền bò ra. Mà trong nháy mắt này, Lý Diệu là thật sự nhìn thấy phía sau hoàng hậu trào ra một pháp tướng bá tuyệt thiên địa, như tinh hà đại đế. Trong lĩnh vực của cô tràn ngập khí chất quân lâm thiên hạ, thế không thể đỡ. Đây là đế vương chi tướng chân chính, đương nhiên tuyệt đối không có khả năng là bản thân lệ linh hải có thể tu luyện ra. Lý Diệu một lần nữa xác nhận, lệ linh hải 89 phần 10 là chiếm được truyền thừa đế hoàng. Trừ đế hoàng, còn có vị quân chủ tối cao nào, có thể ở ngàn vạn năm sau, vẫn lưu lại đế vương chi tướng, rõ ràng mà bá liệt như thế. Phúc Lý Diệu hoàn toàn không phải đối thủ của đế vương chi tướng này, chỉ cảm thấy trong lĩnh vực của hoàng hậu tràn ngập thiên quân vạn mã thậm chí ức vạn tàu vũ trụ, hướng lĩnh vực của hắn điên cùng anh tạc, nháy mắt mang lĩnh vực của hắn bẻ gãy nghiền nát phá hủy gần hết, hắn điên cùng phun ra một nguồn máu tươi, hướng phía sau ngã bay ra. Còn ở giữa không trung, đã nhìn thấy quái nhân hồ băng hoàng hậu phát ra nhe răng cười bắt được lệ gia lăng lại lần nữa phân ra thành ngàn vạn hồ quang, hung hăng quật ở trên người thiếu niên ngay cả lý diệu cũng không phải đối thủ của hoàng hậu lệ gia lăng tự nhiên càng không có sức đánh trả nhưng thiếu niên quật cường này đối mặt mẹ đẻ lại vẫn nghiến chặt răng như cũ cơ bắp căng lên phát ra rít gào như giả thú không ngừng giãy giụa trong lòng lý diệu lại thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi hoàng hậu không có sát ý nếu không nháy mắt đã có thể chém giết lệ gia lăng chỉ là đang thử thực lực của hắn mà thôi nhưng nói là thử hoàng hậu ra tay cũng không tránh khỏi quá nặng mỗi một luồng hồ quang quật đều như là chiến đao hung hăng chém xuống lưu lại ở trên mặt trên người thiếu niên vết thương sâu có thể thấy được xương khiến máu thịt xung quanh đều đốt thành cho bụi lệ gia lăng khổ không muốn sống tất tiếng kêu thảm hoàng hậu không có chút ý thương hại vừa chà đạp vừa cười lạnh quá yếu, Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan hai tên ngu ngốc này rốt cuộc là điều chế ngươi như thế nào, con đường tình báo của ta nói, Lệ Linh Phong đã nện xuống vốn gốc ở trên người ngươi, chỉ điều chế ngươi thành một món phế vật như vậy. g -e Lệ Gia Lăng tức đến phát cuồng, không để ý tất cả muốn bổ nhào vào trên người hoàng hậu, lại bị roi chiến hồ quang của nàng lần lượt cuộc bay. Yếu, yếu, thật sự quá yếu, có xuân một cơ thể cường tráng coi như tạm được, lại ngay cả nửa điểm đấu pháp cùng chiến thuật cũng không hiểu tiếng hoàng hậu càng lúc càng dồn dập tần suất hồ quan hạ xuống cũng càng lúc càng nhanh một phế vật như vậy giữ ở bên người hoàn toàn là trói buộc ngươi căn bản ngay cả chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có nháy mắt là bị người ta bắt đi hỏng việc lớn của ta a à. lệ gia lăng thương tích đầy mình nước mắt tụ lại rơi xuống như điên như ma kêu to vậy ngươi giết ta đi giết ta giết ta hừ, còn dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ như vậy. Hoàng hậu nheo mắt, xuề năm ngón tay, đầu ngón tay hồ quang ngưng tụ thành năm quả cầu ánh sáng chói mắt, thực cho rằng ta sẽ nhân từ nương tay, mở một mặt lưới với ngươi sao. Đủ rồi, hoàng hậu điện hạ. Lý diệu không thể nhịn được nữa, giận không thể ác, lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ một lần nữa ngưng tụ, không chút nào che giấu lực lượng cực hạn cấp hóa thần của mình, thiên kiếp chiến thể và huyết sắc tâm ma đều vẫn sức chờ phát động, từng vòng gợn sóng linh năng bành trướng giống như bom biển sâu phát nổ, tóc rối bời dựng thẳng lên từng sợi. Hoàn toàn biến thành màu máu đỏ sẫm, hồ quang màu vàng đậm lượng lờ ở chân tóc, vang lên tanh tách, mà tiếng rống giận dữ của hắn so với tiếng linh diễm nổ tung còn mạnh mẽ gấp trăm lần, đừng cho rằng ta vừa rồi một mực tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lựa lời khuyên bảo chính là sợ ngươi. Ta chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của lão cha mà thôi, ta cũng có giới hạn. Thấy Lý Diệu nháy mắt bùng nổ, như hai người khác nhau, hoàng hậu hơi ngẩn ra, hả? Lệ Gia Lăng cũng bị Lý Diệu biến hóa nghiêng trời lệch đất dọa giật mình, Diệu ca. Lệ Gia Lăng tuyệt đối không phải quái vật, người có biết lý tưởng lớn nhất của hắn là cái gì hay không? Quanh thân Lý Diệu thiêu đốt linh diễm hừng hực, không chút khách khí cắm vào trong lực tràn hồ quan cuồng bạo giữa hoàng hậu và Lệ Gia Lăng, nói từng chữ một, vô luận Lệ Linh Phong dụ hoặc hắn như thế nào, hắn đều không muốn trở thành công cụ của Lệ Linh Phong, hắn chỉ muốn thoát khỏi bên người lệ linh phong, thoát đi lệ gia và đế quốc. Đi biên duyên tinh hải tìm một nơi gió êm sóng lặng, trải qua cuộc sống vô ưu vô lự, tự do tự tại. Hoàng hậu một lần nữa xuất hiện thất thần trong nháy mắt. Hồ quan cuồng bạo cũng như là bị rút đi xương cốt, mềm nhũng gục xuống. Lúc trước ngươi sở dĩ sinh ra hắn, không phải chính là vì mục đích này sao, vì để hắn thay ngươi thoát khỏi vòng xoáy tối tăm, đi sống loại cuộc sống mặc sức tưởng tượng ở chỗ sâu nhất trong lòng ngươi. Lý Diệu nói, có lẽ ở trong minh minh, hắn đã lấy phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó nghe được tiếng lòng của ngươi, kế thừa nguyện vọng của ngươi. Đơn giản là, hắn là con của ngươi. Đủ rồi. Trong con mắt gần như trong suốt của hoàng hậu hiện ra những sợi tơ máu, hai mắt biến thành một mảng đỏ sẫm, nghiến răng nói, đừng tự cho là đúng, tự cho là thông minh, để đoán nội tâm ta. Càng đừng tưởng lời lệ linh phong tên ngu xuẩn kia nói có thể tin tưởng, nói cho ngươi, lời con heo đó nói, ngay cả 10% chân tướng cũng không có. Phải không? Lý Diệu bình tĩnh nói, có lẽ lệ linh phong thật sự là một con lợn, nhưng hắn dù sao cũng là anh trai của ngươi, ta ngược lại cảm thấy, hắn đoán ít nhất có 70% tỷ lệ chuẩn xác. Ngay từ đầu ta cảm thấy ngươi là người thông minh. Sát khí của hoàng hậu một lần nữa không chút che giấu phun trào, nhưng bây giờ ta dần dần cảm thấy, ngươi có lẽ so với lệ linh phong càng thêm ngu không ai bằng. Có khả năng, người tu chân chúng ta chính là như thế, đều là ngu ngốc bất trị. Lý Diệu chém binh chặt sắt nói, tóm lại, vì lão cha, ta sẽ không để ngươi giết hắn, ta cũng không biết ngươi là thật sự bị thương hay không, nhưng... Ngươi dám giết hắn, ta cam đoan, mặc kệ ngươi có hồng tâm tráng trí, kế hoạch lớn bá nghiệp gì, đều phải hóa thành tro bụi. Lý Diệu và Lệ Linh Hải một lần nữa dằn to, lần này, hai người nhìn như đều phát ra chiến ý cực hạn. Tay phải hồ quan lượng lờ của Hoàng hậu dơ cao thật lâu ở giữa không trung, bộ ngực cao ngất kịch liệt phập phòng thật lâu, gần sóng sâu trong đôi mắt cũng dãy dụa rất lâu. Cuối cùng, cô vẫn là Bốt Năm luồng hào quang, lấy tốc độ nhanh như điện chấp từ đầu ngón tay của cô bắn ra, ở trước khi Lý Diệu phản ứng lại, liền vạch ra năm đường công gần như hoàng mỹ từ góc độ quỷ dị đến cực điểm bắn vào trong cơ thể lệ gia lăng. A a a a a. Lệ gia lăng kêu thảm, đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, cơ bắp cùng xương khớp quanh thân đều phát ra tiếng xé rách bốt bốt. Ngươi. Lý Diệu vừa sợ vừa giận, không ngờ hoàng hậu do dự mãi vẫn hạ sát thủ, hoàn toàn mất sạch nhân tính, không có thuốc nào cứu được. Nhưng cẩn thận cảm giác, lại chưa cảm ứng được hoàng hậu đối với lệ gia lăng có chút sát khí sát khí ngập trời rõ ràng đều là hướng về phía lý diệu mà đến lại nhìn thiếu niên đau khổ dãy dụa trên mặt đất lại đã xảy ra biến dị kinh người hắn giống như là lý diệu ở trung tâm động lực thiên không chi thành gặp được vũ anh lan làn da nứt nẻ từng mảng cơ bắp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xé rách sinh trưởng và phun trào răng nanh đâm rách môi thậm chí má móng tay biến thành móng vuốt bén nhọn gai xương lồi từng cái ra bên ngoài cơ thể lóe ra ánh sáng lạnh trí mạng Lệ Gia Lăng thật sự biến thành một quái vật cùng hung cực ác, thậm chí giống Vũ Anh Lan phiên bản cường hóa. Lệ Linh Hải mặt trầm như nước, hồ quan đầu ngón tay liên miên không dứt hướng trong cơ thể thiếu niên ùa đi, tựa như đang tiến hành điều chế độ chuẩn cao nào đó. Lý Diệu hơi động tâm, lại chưa quấy nhiễu hoàng hậu điều chế. Khi hình thể Lệ Gia Lăng bành trướng đến 3 năm mét, giống như một ngọn núi thịt dữ tận khủng bố, rốt cuộc đạt đến cực hạn, bắt đầu co rút lại, Biểu hiện quá dị của cơ thể không ngừng biến mất, làn da lại biến thành màu vàng đậm, còn mọc ra bộ lông màu vàng xỏa tung. Đến cuối cùng, hắn lại biến trở về hình người lúc ban đầu, nhưng ngũ quan đều đã xảy ra biến hóa vi diệu, quanh thân đều bị lông vàng bao trùm. Nói bi vũ hùng tráng một chút, thiếu niên giống như là một con sư tử được lông vàng tu luyện thành hình người. Đương nhiên, nói hắn giống như một con mèo lớn màu vàng, cũng không có gì không ổn. Ta, ta làm sao vậy? thân thể xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất ý thức thiếu niên lại phi thường tỉnh táo trận mắt há hốc mồm nhìn cánh tay lông xù cùng bàn tay mút thịt của mình hướng trên mặt sờ loạn lại trong mông nhìn lý diệu ta biến thành bộ dáng gì rồi ạch à, lý diệu theo bản năng hướng sau mông thiếu niên liếc một cái ngươi đang nhìn cái gì lệ gia lăng như là bị dẫm phải cái đuôi hai tay sờ tới sờ lui ở trên mông ta đang nhìn ngươi có mọc đuôi hay không Lý Diệu thật sự không biết nên nói như thế nào, đừng lo lắng, chưa mọc, hơn nửa bộ dáng ngươi bây giờ, rất đẹp trai, thật, nếu ngày sau uy chấn tinh hải, quát tháo vũ trụ, nói không chừng còn có thể kiếm cái danh hiệu sư tử hoàng kim vân vân, so với kền kền của ta khí phách hơn nhiều. Ngươi đã làm cái gì đối với ta? Lệ Gia Lăng khóc không ra nước mắt, nhìn chầm chầm hoàng hậu. Ta chán ghét nhìn thấy ngươi mang, khuôn mặt người kia, ở trước mặt ta đi tới đi lui lệ linh hải lạnh lùng vô tình nói hơn nữa ta vừa mới giết lệ linh phong nếu ngươi vẫn dùng thân phận lệ gia lăng ở đế đô đi tới đi lui khẳng định sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái thậm chí bị người ta tìm hiểu nguồn gốc moi ra vết thương của ta bộ dáng này không phải ta đắp nặng mà là vốn đã ẩn chứa ở sâu trong gian của ngươi trời biết lệ linh phong và vũ anh lan rốt cuộc đã tiến hành điều chế cái gì đối với gian của ngươi tiêm vào bao nhiêu thứ kỳ kỳ quái quái tế bào của ngươi thật sự là hỗn loạn đến cực điểm ta vừa rồi là dùng bí thuật đi kích thích tế bào của ngươi muốn khiến ngươi thức tỉnh bộ phận hồng hoang tế bào ít nhiều thay đổi diện mạo một lần không ngờ sẽ thay đổi hoàn toàn như vậy nhưng như vậy cũng rất không tệ ít nhất sẽ tuyệt đối không bị người ta lầm cho rằng ta và ngươi có quan hệ gì yên tâm ta và ngươi không có bất cứ quan hệ gì trong con mắt tròn biến thành nâu vàng của thiếu niên chảy ra nước mắt trong suốt hơi tỏa ra màu vàng không khống chế được hét lớn, ngươi không phải mẹ của ta, ta cũng không phải con ngươi. Nếu có thể, ta tình nguyện mang mình thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, mang gen của ngươi, hết thảy trả lại cho ngươi. Tốt lắm, nếu ngươi có thể vẫn nhớ kỹ thân phận cùng câu này của mình, chúng ta ở chung sẽ càng thoải mái hơn chút. Hoàng hậu nói lạnh như băng, ta. Tạm thời không giết ngươi, nhưng cũng không thể mặc kệ ngươi một quả bom mang gen ta như vậy chạy lung tung ở bên ngoài, Ngươi phải ở lại bên cạnh ta, ở trong sự theo dõi nghiêm mật của ta, tuyệt không cho phép tự mình nói lung tung. Đương nhiên, ta sẽ không giữ ngươi vĩnh viễn. Nếu tất cả thuận lợi, không cần tới vài năm liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn ta, đợi bốn đại tuyển đế hầu, còn có quyền quý, môn việc khác đều không là vấn đề nữa, ta sẽ cho ngươi một con tàu vũ trụ, sẽ tìm một thế giới bên rìa lãnh thổ đế quốc, không có quá nhiều phân tranh. Cho ngươi được như nguyện đi trải qua cuộc sống vô ưu vô lự, tự do tự tại. Ngươi có thể coi cái này là một vụ giao dịch, dù sao ngươi cũng ở dưới cánh chim lệ linh phong vượt qua nhiều năm như vậy, ở bên cạnh ta thêm vài năm, liền cho ngươi tự do thật sự. Thế nào, hoặc là ta bây giờ phá hủy ngươi luôn, thu hồi toàn bộ gian ta ban tặng cho ngươi. Ngươi Thiếu niên như sư tử hoàng kim hoặc là con mèo lớn hoàng kim một lần nữa hung hăng cắn chặt răng, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, lại bị Lý Diệu gắt gao đè bả vai. Đáp ứng rồi, hắn đáp ứng rồi, giao dịch rất hợp lý. Lý Diệu vội vàng nói, lại quay đầu khuyên bảo thiếu niên, đừng xúc động, mặc kệ cô ta mặt lạnh bao nhiêu, miệng thối bao nhiêu, tóm lại tư tưởng trung tâm chính là cô ta không giết ngươi. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ cô ta tuy vừa mới giết anh ruột của mình, còn đang nhằm vào toàn bộ đế quốc làm ra âm mưu quỷ kế gì, còn nhiều lần uy hiếp muốn giết ngươi còn là quái thú quyền lực lãnh khốc vô tình ý chí sắt đá, nhưng cô ta trên bản chất vẫn là một nữ nhân tốt, thậm chí một người mẹ tốt, không phải sao? Trên mặt lệ gia lăng viết 100 cái không tin. Phải không? Lý Diệu, được rồi, coi như ta nói quá khoa trương rồi, cô ta quả thực không tính là người mẹ tốt, nhưng trọng điểm là, trọng điểm là ta vượt qua cả mảng tinh hải nhảy đến đế quốc, cơ duyên xảo hợp mới tìm được ngươi. Hai người các ngươi, ngươi đừng xem nhẹ cái mạng nhỏ của mình như vậy được không cho dù ngươi không nghĩ cho bản thân cốt xấu cũng nghĩ một chút cho cha đẻ đã chết ít nhất ông ấy không có lỗi chút nào với ngươi thậm chí biết ngươi tồn tại ông ấy nhất định sẽ mừng rỡ như điên ngươi đoán khi hồn phách của ngươi đi cửu u hoàng tuyền bị ông ấy biết là mẹ ngươi giết ngươi ông sẽ nghĩ như thế nào vẫn là câu nói vừa rồi cho bản thân một cơ hội cũng cho cô ta một cơ hội được không nói không chừng ngươi cho nhau một cơ hội sau khi ở chung lâu sẽ phát hiện hoàng hậu điện hạ thật ra có nỗi khổ trong lòng nào đó thì sao ta không có nỗi khổ trong lòng gì hoàng hậu lạnh lùng xen mồm ít nhất có một điểm lệ linh phong nói không sai ta quả thực rất hưởng thụ khoái cảm quyền lực mang đến vô luận như thế nào ta cũng phải đạt được quyền lực chí cao vô thượng con cái gì căn bản không ở trong vòng suy xét của ta lý diệu đầu cũng sắp nổ rồi ta có thể nói chuyện hẳn hoi không hoàng hậu điện hạ cho dù ngươi thật sự là một nhà âm mưu tâm kế cực sâu vậy ngươi có thể trước lừa hắn một chút hay không quên đi lệ gia lăng dùng răng nanh nho nhỏ cắn môi nói như vậy rất tốt ngay từ đầu đã nói rõ ràng hết không có hy vọng thì sẽ không thất vọng không có lừa gạt thì sẽ không đau khổ so với bây giờ bị nói dối bao vây một ngày kia khi chân tướng công bố đau khổ vạn phần vẫn là như bây giờ tốt được ta ta đáp ứng điều kiện của ngươi ngươi yên tâm ta sẽ luôn nhớ kỹ thân phận của mình ngươi là hoàng hậu điện hạ cao cao tại thượng mà ta chỉ là một con quái vật dị dạng ta vạn vạn không dám dính líu một chút quan hệ nào với ngươi cho dù bị kẻ địch bắt lấy nghiêm hình tra tấn như thế nào nữa ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là kẻ cung cấp gen của ta tựa như cũng chỉ có thể như vậy trước đã lý diệu bất đắc dĩ nhìn hoàng hậu nói đúng rồi hắn còn có thể khôi phục bộ dáng ban đầu không đừng đa tâm ta không phải nói bộ dáng ngươi bây giờ rất khó coi thật ra vẫn là rất đáng yêu ta chỉ là thuận tiện giúp ngươi hỏi một câu mà thôi chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới tùy theo ý muốn khống chế tế bào quanh thân tự nhiên có thể ức chế tế bào sao động khôi phục tướng mạo sẵn có hoàng hậu thản nhiên nói cái này coi như là một hồi tu luyện nho nhỏ đối với ngươi nhắc nhở ngươi lúc nào cũng phải chú ý cường hóa tế bào vũ anh lan và lệ linh phong hai tên cặn bả kia thật sự quá không có trách nhiệm lại ý nghĩ quá kỳ lạ thuốc vớ vẫn lộn xộn nào cũng tiêm vào trong cơ thể ngươi làm tế bào cùng huyết mạch của ngươi đều làm cho chướng khí mù mịt lộn xộn quả thực là một tai nạn đáng sợ vừa lúc nhân cơ hội này giúp ngươi rèn luyện hẳn hoi một phen thân thể của mình chờ trở lại hạm đội biển sâu ta tự nhiên còn có thể truyền thụ ngươi một ít bí pháp rèn luyện cơ thể cao tầng hơn Hy vọng có thể mang tiềm lực khối thân thể độc đáo này của ngươi hoàn toàn phát huy ra. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn mang theo một cái trói buộc thuần túy ở bên người, phá hỏng việc lớn của ta mà thôi. Ít nhất, nếu ngươi bị kẻ địch bắt lấy, ta hy vọng ngươi tốt xấu có được năng lực tự mình kết thúc. Ta hiểu ý tứ của ngươi." Lệ Gia Lăng u ám nói, sẽ tuyệt đối không sinh ra chút hiểu lầm cùng. "Hy vọng xa vời nào." Ba người có chút xấu hổ đối diện được rồi. Lý Diệu bỗng vỗ tay nói, mây đen đầy trời tan, rốt cuộc mang lời nói ra được, một nhà đoàn tụ, thật sự là một ngày đáng giá chúc mừng, đúng hay không? Hoàng hậu không nói một lời, hồ quan đầu ngón tay sờ một lát ở trên mặt đất, mang ba cái nhẫn càng khôn lệ linh phong lưu lại đều cuốn vào trong tay áo, lại từ trong nhẫn càng khôn của mình lấy ra một bộ chiến giáp cỡ nhỏ ném xuống đất, xoay người bước đi, bước chân rất nhanh, giống như không muốn nhấc lên một chút quan hệ nào với lệ gia lăng chúng ta cũng đi thôi lý diệu nhét chiến giáp vào trong lòng thiếu niên nhìn hắn mặc vào kéo tay hắn đi theo phía sau hoàng hậu tính tình đừng bướng như vậy ngẫu nhiên chủ động tiếp xúc một chút với cô ta để cô ta hưởng thụ chút thiên luân chi nhạc ta có một loại trực giác cô ta thật ra là nữ nhân nói năng chua ngoa tâm đậu phụ ăn mềm không ăn cứng cái loại đó ngươi hơi làm nũng chút cô ta khẳng định mềm lòng lệ gia lăng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm lý diệu chốc lát lại cúi đầu yên lặng đi về phía trước, hồi lâu mới thốt ra một câu, muốn ta làm nũng đối với bà ta, ta tình nguyện chết ngay bây giờ. Ngươi! Trong lòng ngực Lý Diệu dâng lên cảm giác vô lực thật sâu, hướng huyết sắc tâm ma oán giận nói, ta nhớ rõ ta nhảy đến đế quốc, rõ ràng là tới xúc tiến hai quốc ban giao, đảo điên chính quyền đế quốc, chống đỡ thánh minh xâm nhập, bảo vệ hòa bình vũ trụ nha, sao lại làm thành như bây giờ, giống như bà mụ vậy. Lời là nói như vậy, quan hệ của mọi người luôn dằn co như vậy cũng không ra làm sao, Lý Diệu còn có rất nhiều bí mật muốn thăm dò từ lệ linh hải. Lệ Gia Lăng đã không chịu phá băng, chỉ có Lý Diệu tự mình ra trận. Lý Diệu nghĩ một chút, đi vội hai bước, đuổi theo lệ linh hải, hoàng hậu điện hạ, cái gì nhỉ, ta thật sự rất tò mò, cha nuôi của ta rốt cuộc tên là gì, ngài có thể nói cho ta biết không? Lệ linh hải chân dẫm tia chớp hoa sen, tốc độ cực nhanh, đầu cũng không ngoảnh lại, không thể. Lý Diệu không chút nổi giận, tiếp tục hỏi: "Năm đó ngươi và lão cha cùng nhau thăm dò mảnh vỡ thế giới, thật sự là Hoàng Kim Thánh tọa, Lăng Tiêu giới trong truyền thuyết Hoàng đế tán thân, ngươi thật sự đạt được truyền thừa đế hoàng." Bước chân Lệ Linh Hải hơi khựng lại, lại như không có việc gì bay về phía trước, "Chuyện này, vô luận ở trước mặt ai cũng đừng nói ra, ngươi hẳn là biết tính nghiêm trọng, nhỡ đâu truyền ra bị người ta biết, ta không thể giết ngươi, sẽ có người muốn giết chúng ta." Còn có không có ai biết thực lực của ta mạnh như vậy mặc dù cấp dưới hạm đội biển sâu nhiều nhất cũng chỉ biết ta có được tu vi cảnh giới hóa thần lại không biết chuyện long ngự cực cùng tử diễm chân long bí kiếm ngươi tuyệt đối đừng nói lỡ miệng hiểu lý diệu cũng biết lệ linh hải sẽ tuyệt đối không dễ dàng bại lộ ra con bài chưa lực lớn nhất của bản thân dù sao còn có nửa cái chìa khóa ở trên tay mình nhõng nhẽo với cô ta là được nghĩ một chút lại cười nói đúng rồi có thể hỏi ngài một vấn đề tương đối tư nhân hay không lệ linh hải nói ta mơ hồ có loại dự cảm ngươi lại muốn hỏi một số vấn đề làm ta rất muốn giết người không đúng không đúng tuyệt đối không phải lý diệu vội vàng xua tay nói ta thực không muốn hỏi vấn đề gì quá mức mẫn cảm chỉ là muốn hỏi sau này lúc ở chung riêng tư ta nên xưng hô ngài như thế nào ta gọi cha nuôi là lão cha cho nên lúc không có người ngoài nên tôn xưng ngài là mẹ nuôi hoặc là lão nương vân vân hay không hoàng hậu đột nhiên dừng bước cực kỳ cứng ngắc quay đầu dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm lý diệu ta thật sự là khó mà tin nổi hoàng hậu lẩm bẩm ngươi như vậy rốt cuộc là như thế nào một đường tu luyện đến cảnh giới hóa thần thế mà chưa bị người ta đánh chết tươi lý diệu xám xịt trở lại bên người lệ gia lăng thấy rồi chứ Lý Diệu ở mưa gió lôi điện che lấp hạ, nhỏ giọng đối với thiếu niên nói, thật ra hoàng hậu vẫn là mang tốt ở chung, ta vừa rồi không phải cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Lệ Gia Lăng trầm mặt một chút, nói, Diệu ca, thật ra của ta thính giác vẫn đều thực sâu sắc, biến thành cái này phó bộ dáng sau, giống như thính giác lại tăng lên, ngươi cùng hoàng hậu đối thoại, ta đều nghe được rành mạch. Tuy ta thật sự rất cảm tạ mọi thứ ngươi hai ngày qua làm cho ta, nhưng ta cũng không thể không đồng ý cái nhìn của hoàng hậu một số thời điểm nào đó ngươi thật sự là rất muốn ăn đòn nói vậy là thế nào lý diệu rất tuổi thân và uất ức nói ta là trăm phương nghìn kế muốn hóa giải ngăn cách giữa các ngươi thôi đừng tốn công nữa ta cảm thấy như vậy rất tốt thiếu niên cười một cái có thể gặp được ngươi một người anh trai như vậy còn biết cha đẻ tồn tại ta đã rất thỏa mãn thật sự làm người không thể quá tham lam cho dù không có mẹ đẻ ta vẫn có thể sống rất khá. Nhưng, ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ mọi thứ ngươi làm, Diệu ca, cho dù nể mặt ngươi, ta cũng sẽ không xúc động làm bừa. Lý Diệu trầm mặt, suy nghĩ thật lâu, mới thở dài nói, thôi, bây giờ nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng, để ta từ từ chứng minh cho ngươi xem đi. Thiếu niên hơi ngẩn ra, chứng minh cái gì? Chứng minh vô luận thế giới này lạnh lẽo cùng tối tăm như thế nào, vẫn tồn tại một số thứ rất sáng rất tốt đẹp. Lý Diệu ngẩng đầu, nheo mắt, xuyên thấu qua sấm sét cùng mây đen, nhìn bầu trời xa mang giới chướng khí mù mịt, quần ma loạn vũ, không có ánh mặt trời, thấp giọng nói, vô luận ở tinh hải thâm thúy hay là sâu trong lòng người u ám. Nhất định tồn tại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.